chương 1922, thanh bàn. Trước tình hình này, đuôi lông mày hàn lập khẽ nhíu lại, một tay nhấc lên để lộ ra bàn tay trắng noãn như ngọc, rồi bỗng nhiên hóa thành trào. Lập tức, năm đầu ngón tay viễn hóa ra năm cái đầu lâu trắng bóc, gào thét bay vụt ra rồi xoay tròn giống như mấy cái bánh xe vậy. Năm cái đầu lâu vừa hiện liền cười một chàng quái dị rồi lập tức há miệng phun ra một đám ngũ sắc hàn diễm cuồn cuộn. Đó chính là ngũ tử đồng tâm ma đã được hàn lập luyện hóa thành một thể từ lâu thực lực của ngũ ma từ trước đã không còn giúp gì cho hàn lập nhiều cho nên trong những trận chiến ở linh giới hàn lập quả thật rất ít khi dụng tới chúng nhưng sau đó tại man hoang thế giới trong một lần xảo mộ hắn đã hấp thu được một loại kỳ hàn chi lực khác với ngũ hàn cực diễm khiến cho thực lực của ngũ ma tăng lên không ít mặc dù thần thông của chúng không thể chịu nổi một kích của tu sĩ cao cấp nhưng loại hàn diễm mới phun ra đó uy lực lại khó thể tưởng tượng được trong những trường hợp bình thường Hàn Lập cũng không gọi ngũ tử đồng tâm ma ra bởi vì chính bản thân hắn có thể nhờ vào sức mạnh của ngũ ma mà khống chế một phần uy lực của loại hàn diễm này. Nhưng hiện tại lại khác hẳn, bạch bào thiếu niên đang thi triển loại băng hàn thần thông quá mạnh, thực sự trong đời hắn ít gặp, cho nên Hàn Lập cũng không giữ lại thủ đoạn này mà nhanh chóng gọi ra tất cả ngũ ma. Hàn diễm năm màu chỉ vừa mới được năm cái đầu lâu kia phun ra đã làm tan biến hẳn loại kỳ hàn cơ hồ có thể đóng băng cả không gian kia. Kiếm trận lại một lần nữa khôi phục lại sự linh hoạt. Mặc dù hàn diễm của hàn lập về mặt uy lực còn thua kém so với kỳ hàn chi lực của bạch bào thiếu niên nhưng vẫn có thể đẩy lui được một bộ phần hàn lực. Hàn lập giơ một tay lên, nhanh chóng thúc sụp kiếm trận. Lập tức, vô số kiếm quang thanh sắc hiện ra trong kiếm trận, rồi tụ lại về phía trung tâm của kiếm trận, biến thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ, toàn thân quang cầu có ánh thanh sắc mờ mịt, kiếm quang chớp động chói mắt. Một tiếng long ngâm phóng thẳng lên chín tầng trời, đồng thời quang cầu tắc tắc vỡ vụn ra, một con bàn long toàn thân bích lục dương nhanh múa vuốt sông ra. toàn thân bàn long phủ đầy những vẩy xanh, mỗi một cái đều sáng bóng như hương cả người mang theo một cỗ khí thế khai thiên tích địa đáng sợ, bay lên trực tiếp ngạnh kháng với lưỡi đao màu trắng khổng lồ. trên không trung vang lên những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa. lưỡi đao khổng lồ tỏa ra hào quang chói lọi, phát ra từng đạo kỳ hàn chi lực mạnh hơn ba phần chém lên cổ bàn long truyền ra thanh âm trầm đục như kim trúc va chạm với nhau, nhưng lại không thể tạo thành chút xước sát nào cả tuy nhiên kỳ hàn chi lực của lưỡi đao này cũng khiến cho nửa thân trên của bàn long gần như lập tức bị băng phong dày đặc nhưng chỉ một lát sau đó thân hình bàn long đong đưa một cái hai mắt trợn tròn lên tầng băng phòng ngoài thân lập tức vỡ vụn mà bong ra nó cúi đầu xuống há miệng cắn vào lưỡi đao rồi cũng đem hai móng vuốt cặp chặt vào đó thanh âm răng răng vang lên liên tiếp lưỡi đao khổng lồ mặc dù uy lực khủng khiếp vô bì nhưng dường như bản thân nó lại không thực sự quá cứng cáp bị bàn long dùng tới hàm răng cùng cặp móng vuốt khổng lồ cặp vào gắt gao nên phát ra từng trận thanh âm chói tai rồi vỡ vụn ra. Toàn bộ thân đao bị thân hình khổng lồ của bàn long quấn chặt một cái, lập tức hóa thành vô số điểm linh quang óng ánh rơi rụng tán loạn trong không trung. Bạch bào thiếu niên phía xa xa mắt thấy cảnh này liền lộ ra vẻ giật mình nhưng cũng không nói gì mà điểm về phía trước người vài cái. Sau đó, một cỗ hàn phong băng vụ lập tức cuốn về tập trung lại trước người hắn, mấy chục khẩu phi đao lại không chút hư hại, nguyên vẹn hiện ra. Ồ, oh, đây là, chứng kiến cảnh này, sắc mặt hàn lập khẽ biến. Giờ hắn mới hiểu được, những kỳ hàn chi đao kia vốn là do kỳ hàn chi lực của đối phương ngưng tụ mà thành chứ không phải là pháp bảo chân chính. Cho nên, chỉ cần thiếu niên kia vẫn còn pháp lực thì vẫn có thể ngưng kết ra mãi. Điều này thực sự vượt quá những dự đoán ban đầu của hắn. Nhưng hắn cũng chỉ kinh ngạc trong chốc lát rồi đem tâm niệm nhanh chóng thu lại, bàn long do vô số kiếm quang ngưng tụ lại kêu vang một tiếng, dương nanh múa vuốt lao thẳng về phía bạch bào thiếu niên. Cùng lúc đó, sau lưng Hàn Lập đột nhiên truyền tới một tiếng sét đánh, một đôi lôi xì óng ánh hiện ra, trong mắt hắn lóe lên một tia hàn quang rồi biến thành một đào hồ quang biến mất trong không trung. Nếu kẻ thù thể hiện ra thủ đoạn càng đáng sợ thì hắn cần phải dốc sức mà đánh chết đối phương. Dù là tình cảnh trước mắt hay vì nhân tộc mà nói, đây là chuyện nhất định phải làm. Vừa thấy cảnh này, con người bạch bào thiếu niên co rụt lại. Sau khi hắn hư lạnh một tiếng liền đem mấy chục khẩu phi đao lóng lánh vù vù hướng về phía không trung bay đi, hợp lại thành một lưỡi đao khổng lồ trắng như tuyết giống hệt lúc nãy nữa còn bản thân hắn thì chân dẫm một cái hóa thành một tia sáng nhập vào một thể với lưỡi đao kia từ trong lưỡi đao vang lên một tiếng đao ngâm bén nhọn rồi hóa thành một đạo đao quang hung hăng chém thẳng đến bàn long lúc này lưỡi đao ẩn chứa uy năng khổng lồ dường như gấp đôi lúc trước đao quang còn chưa rơi xuống nhưng trong không gian đã tràn đầy hàn quang giống như đem cả bầu trời chụp xuống bàn long đối mặt tình hình này lại không hề có chút biểu hiện sợ hãi phải trên người dựng ngược cả lên hóa thành thanh mang đầy trời đánh tới đao quang, hàn quang và thanh mang đan sen rằng co lẫn nhau giữa không chung, không ai dưới ai. nhưng vào lúc này một đường cong màu bạc lóe lên, hàn lập đột nhiên xuất hiện tại phía trên cả hai, hét lớn một tiếng hướng xuống phía dưới hung ác tung một chảo, phốc phốc hai bàn tay một trắng một đen mấy trường lăng không hiện ra trên bàn tay trắng noãn như ngọc bỗng nhiên hiện ra một tầng hàn diễm năm màu còn trên mặt ngoài bàn tay đen như mực kia lại hiện ra một tầng ngân diễm bốc lên rừng rực hai bàn tay khổng lồ đan sen vỗ xuống ngay lập tức kỳ hàn cũng cực hỏa chi lực trào ra rồi quỷ dị hợp nhất thành một uy năng không giảm mà còn tăng lên ở phía dưới hàn quang lóe lên thân ảnh áo bào trắng thiếu niên hiện ra thân hình khẽ động liền biến thành một bàn tay băng hàn to lớn óng ánh trong suốt khiến không gian xung quanh ngưng tụ lại uy lực cực lớn bay về lên trên lên đón đỡ ba bàn tay khổng lồ lập tức cùng va chạm vào nhau. Phía dưới, nơi bàn tay khổng lồ màu trắng tiếp xúc, hàn diễm năm màu ở phía mặt ngoài lập tức tan biến dần. Nhưng bàn tay băng khổng lồ do kỳ hàn chi lực ngưng tụ sau khi chấp động vài lần rồi thể tích thu nhỏ lại một vòng. Mà sau khi bạch bào thiếu niên cùng bàn tay băng va chạm cùng bàn tay còn lại kia, hắn vốn dĩ xem nhẹ uy lực của phệ linh thiên hỏa. Chỉ thấy, ngân diễm bùng lên, vô số ngọn lửa màu trắng quỷ dị hiện ra, bao quanh bàn tay băng. Trong chốc lát, chẳng những kỳ hàn chi lực bị xua đi, bàn tay băng khổng lồ nhanh chóng hòa tan có thể thấy. Một tiếng kêu đau đớn truyền ra, một khắc trước khi băng hàn chi lực biến mất hoàn toàn, một đạo ánh sáng từ trong ngân diễm vọt ra, hướng ra phía xa bay đi. Cùng lúc đó, một sợi tơ màu kim ngân, mỏng manh khó nhìn thấy cũng từ trong ngân diễm theo sát bắn ra, nhanh chóng lóe lên rồi biến mất. Sau đó một khắc, trong đạo ánh sáng kia truyền ra tiếng kêu sợ hãi, ánh sáng tản ra, áo bào trắng thiếu niên loạn choạng ngã, hiện thân ra hắn không còn giữ được vẻ lạnh lùng nữa mà mặt mũi đầy kinh sợ, một tay đang che ngực, giữa các cái ngón tay có thể thấp thoáng thấy một miệng vết thương màu tím đen. Chính là do Hàn Lập điều khiển một tia linh tuyền tà quang mà phệ linh thiên hỏa thôn phệ ngày trước, lợi dụng đặc tính thần bí của linh quang, lại nhân cơ hội bạch bào thiếu niên không đề phòng mà cho ăn một cái đau khổ thật lớn. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, nhìn thấy trên mặt đối phương nhanh chóng hiện lên một tầng hắc khí, dù kỳ độc linh tuyển tà quang không thể khiến đối phương mất mạng luôn nhưng cũng sẽ làm cho tên ma tộc này bị đại thương. Hiện tại đúng là cơ hội tốt để đánh chết đối phương. Nhanh chóng liếc qua nữ tử xinh xắn kia, thấy nàng này đang bị ngân quang tiên tử cùng ngân thước biến hóa tranh đấu dữ dội, tuy không thể chiếm được thượng phong nhưng cũng đủ để cuốn lấy nàng này gắt gao, không phân tâm được. Hàn lập không chút do dự, hai cánh sau lưng vỗ xuống, tiếng sấm vang lên, định thi triển lôi độn bay vọt về phía áo bảo trắng thiếu niên. Nhưng vào lúc này, trên không trung cách mấy vạn trượng đột nhiên chấn động, bầu trời trở nên u ám, một vòng xoáy đen kịt gần một mẫu hiện ra, một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng từ trong dòng xoáy phát ra và rất nhanh chóng lớn mạnh gấp mấy lần. Không ổn, chẳng lẽ là Hàn Lập đang định dụng tới lôi độn thuật thì giật mình quay đầu nhìn lên phía không trung. Hắn mơ hồ có cảm giác quen thuộc với luồng khí tức này, giống hệt với khí tức của luồng thần niệm phủ xuống khi hắn đang còn ở trong cự tháp. Hơn nữa, khí tức bây giờ còn muốn hơn xa lúc trong cự tháp trong lòng hắn càng run sợ hơn khi thấy ngay tại phía dưới vòng xoáy khổng lồ xuất hiện một thân hình đứng tại chỗ không nhúc nhích, chính là tên ngân bào ma tộc tôn giả không biết chạy đi nơi đâu, bây giờ lại quỷ dị hiện ra. Không riêng gì hàn lập, hai bên chiến trường nhân ma đều sợ ngây cả người. Có không ít kẻ hai tộc đang tranh đấu cũng dừng tay, nhao nhao hoảng sợ nhìn lên vòng xoáy khổng lồ bóng xuất hiện giữa không trung Sắc mặt hàn lập chuyển tái xanh, hắn còn chưa kịp quyết định có nên trước hết đánh chết áo bào trắng thanh niên rồi lập tức đem dòng xoáy kia phá đi thì trên không lại nổi lên dị biến chỉ thấy tên ngân ti bào trung niên nam tử kia hai tay bấm quyết miệng há ra mặt không chút biểu tình nhổ ra một quả tinh thạch màu đỏ như máu một tiếng thở hổn hển vang lên sau một hồi dòng nước xoáy chuyển động khí tức đáng sợ lúc nãy đã biến mất nhưng chốc lát sau đó vang lên một tiếng rít kèm theo đó một cổ ma khí màu đỏ thấm từ trong dòng xoáy bay ra lóe lên rồi chui vào trong khỏa huyết hồng tinh thạch. Mặt ngoài viên tinh thạch chợt hiện lên những tia máu, vèo một tiếng, bị trung niên nam tử hút vào trong thể nội. Sau một khắc, trên khuôn mặt ngân bào nam tử, huyết quang hiện ra, hắn hai tay ôm lấy đầu thống khổ kêu gào thảm thiết, đồng thời thân thể phát ra những tiếng nổ như pháo, gương mặt cùng với khí tức xảy ra biến hóa kinh người trong nháy mắt. Chương 1923, huyết tinh ma ảnh. Nguyên bản là một khuôn mặt nho nhã, sau một hồi vặn vẹo biến dạng, lại biến ảo thành một gương mặt thiếu niên thanh tú. Dáng vẻ thoạt nhìn bất quá chỉ 16, 17 tuổi, nhưng hai mắt đỏ tươi, cả người tản mát ra một cổ mùi vị dị thường huyết tinh, dường như chính là cổ khí tức kinh khủng lúc trước biến mất trong lốc xoáy. Huyết tinh thiếu niên đem hai tay từ trên đầu buông xuống, chậm rãi đứng lên, dùng một loại ánh mắt cổ quái lướt về phía Ỷ Thiên Thành cùng Nhân Ma Đại Quân song phương, lại nâng hai tay lên xem thử, bỗng nhiên mặt cuồng thiếu. Bản tôn rốt cuộc đã đến linh giới phương pháp này quả nhiên khả thi ha ha có lẽ bản thánh tổ ta là người thứ nhất có thể làm được sự tình như vậy loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu nghe được thiếu niên nói như thế tất cả cao giai tồn tại phía nhân tộc đều lộ vẻ kinh hãi mà cao giai tồn tại phía ma tộc vừa nhìn thấy rõ ràng dung mạo huyết tinh thiếu niên lập tức kinh nghỉ hẳn lên một gã cao giai ma tộc vô danh tương đối thông minh chợt nửa quỳ xuống cúi đầu hướng huyết tinh thiếu niên quát to một tiếng tham kiến thánh tổ đại nhân chúc mừng thánh tổ đại nhân buông xuống linh giới thành công. Tiếng tung hô này dường như lập tức nhắc nhở những ma tộc khác, vô luận cấp bậc cao thấp, toàn bộ ma tộc đại quân đều hướng không chung quỷ gối lễ bái. Mà nhân tộc tu sĩ thấy cảnh này, mỗi người không khỏi mặt không còn chút máu. Hắc giáp đại hán, bạch bào thiếu niên cấp bậc tôn giả ma tộc lại có chút kinh nghi dâng lên, dáng vẻ thoạt nhìn có 3 phần kinh nghỉ, 7 phần do dự lẫn lộn. Không cần sợ, ma đầu này bất quá phải có thân thể ký sinh mới có thể buông xuống linh giới ta, một thân pháp lực chỉ sợ còn chưa bằng một phần mười bản thể. Chúng ta vẫn có phần thắng, lâm tiên tử, mau khiển hợp tức thú đánh chết lão ma này. Chúng ta trước cuốn lấy những ma đầu này, thanh long thượng nhân sắc mặt đại biến, nhưng đột nhiên nét mặt hiện vẻ tàn khốc hét lớn một tiếng. Lâm loan nghe được lời này, sắc mặt âm trầm bất định, nhưng sau khi hướng ỉ thiên thành cùng đa phần nhân tộc nhìn lướt qua, cũng liền cắn răng gật gật đầu, một ngón tay bất thình lình điểm giữa huyết phù, lần thứ hai dùng bí thuật thôi động lên. Còn cự thú đầu dê kia nguyên bản dưới sự điều khiển của nàng, đã bắt đầu đem hát giáp đại hán cùng những huyết sắc ma binh khác áp chế đột nhiên giống to một tiếng, há mồm phun ra một cổ cuồng phong, thoáng chốc đã đem tất cả ma tộc bên cạnh thổi cho siêu vẹo, cánh rơi sau lưng chợt lóe lên, liền hóa thành một cỗ quái phong chạy ra khỏi vòng vây, hướng huyết tinh thiếu niên cách đó không xa lao thẳng mà đến. Tuy rằng huyết tinh thiếu niên còn chưa biển hiện ra chân chính thần thông, nhưng đối phương tản mát ra cổ huyết tinh uy áp làm cho con thú này cũng có một cảm giác uy hiếp mạc danh. Cho dù không bị Lâm Loan Tiên Tử thúc dục huyết phù, nó cũng muốn theo bản năng đem đối phương nuốt một cái, giảm bớt mối nguy có thể tạo thành uy hiếp đối với chính mình. Về phần Thanh Long thượng nhân thì hét lớn một tiếng, bảy khẩu đoàn nhận bên ngoài thân nhất hiện, lại hóa thành ngũ trảo thanh long, thân hình khổng lồ lắc lắc, nháy mắt vô số rông tố mãnh liệt tuôn ra. Huyết quang ma tộc bên cạnh bị Thanh Long thượng nhân điên cuồng gần như liều mạng tấn công một trận, trong lúc nhất thời không thể phân thân đuổi theo con hợp tức cử thú kia mà hắc giáp đại hán thúc giục hai cự trùy hóa ra trùy ảnh đầy trời nhìn thanh thế công kích kinh người nhưng tựa hồ có chút không tập trung trong lòng ngập ngừng đem phân nửa tâm thần đặt ở phương hướng huyết tinh thiếu niên cùng hợp tức cự thú kia mà lúc này hàn lập tâm niệm gấp rút trong lòng tự nhiên cũng là vừa sợ vừa giận vị thánh tổ ma tộc này vậy mà lại thật sự buông xuống linh giới tuy rằng không phải là chân chính bản thể buông xuống nhưng tựa hồ cũng không phải là thần niệm ký phụ thuật bình thường tên phụ thân trung niên nam tử phát ra khí tức thật sự là đáng sợ dị thường, hơn xa hợp thể hậu kỳ tu sĩ bình thường có thể sánh được. Đối phương rốt cuộc thần thông như thế nào, thật đúng là một chuyện khó nói. Hiện tại con cự thú đầu dê kia đi đối phó người này, hàn lập trong lòng dùng mình, rõ ràng đình chỉ truy kích, mắt không chấp chăm chú quan sát. Về phần bạch bào thiếu niên thấy tình hình vậy, trong lòng buông lòng, vội vàng từ trong lòng lấy ra vài khỏa giải độc đan ăn vào, sau đó ở xa xa điều động pháp lực trong cơ thể mạnh mẽ bước kỳ độc ra ngoài hắn cũng là một gã hợp thể trung kỳ tồn tại mới có thể kiên trì đến bây giờ, đổi lại một gã dưới hợp thể kỳ dưới kỳ độc của linh tuyền tà quang sớm đã độc phát thân vong trong chốc lát rồi. Huyết tinh thiếu niên ở xa, vừa thầy cự thú đầu dê thân gấu cũng không khỏi nao nao, có chút ngoài ý muốn tự nói một câu. Nơi đây thế nhưng lại có hợp tức thú xuất hiện, trách không được đến bây giờ còn không chiếm được tiện nghi gì. Cũng tốt, bổn tỏa buông xuống nơi đây, còn khuyết thiếu một cái tỏa kỵ, liền tạm thời bắt người thay vậy. Vừa dứt lời, Huyết Tinh thiếu niên một tay đột nhiên khẽ lật, một đoàn tử quang chợt hiện, một cái tử sắc tiểu đỉnh đột nhiên hiện lên. Thiếu niên một tay hướng tiểu đỉnh vỗ một cái, miệng phun một chữ võng. Nhất thời tiểu đỉnh di động, miệng đỉnh thả ra một đoàn hắc quang, chợt lóe lên một chữ cổ văn võng hiện ra, hơn nữa chợt lướt qua, hướng cự thú bắn đến. Cự thú đầu dê thấy cảnh cảnh này, há mồm phun ra một cỗ minh mông lốc xoáy màu vàng cuộn xoắn, đồng thời hai cánh sau lưng hướng trước người bọc lại, liền hóa thành một đoàn vân vụ màu vàng đem thân hình hoàn toàn bao bọc vào trong đó. Con thú này khống chế vân vụ, nhưng lại không xem hắc sắc phù văn kia ra gì, bộ dáng mảy may không có chút ý dừng lại, hiển nhiên con thú này đối với phòng ngự của chính mình tin tưởng 10 phần. Huyết tinh thiếu niên thấy vậy, vẻ mặt hiện ra một tia cười lạnh, đứng một chỗ không có ý né tránh. Kết quả, hắc sắc phù văn điên cuồng vài cái, trực tiếp xuyên thủng lốc xoáy mà qua, bỗng nhiên tại Hoàng Vân trước người cự thú, vô thanh vô tức không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, nguyên bản hùng hổ cự thú đột nhiên phát ra một tiếng giống to sợ hãi, tiếp theo thân hình căng ra, liền quỷ dị không thể mảy may nhúc nhích tại hư không. Mặt ngoài thân hình khổng lồ hiện lên vô số hắc tí, đem con cự thú này gắt gao bao vây vào bên trong. Hắc tí này nhìn như mảnh nhỏ vô cùng, nhưng cự thú bị nhốt ở bên trong mặc dù trong miệng gầm lên giận dữ không dứt, thế nhưng căn bản không thể dễ dụa thoát ra. Huyết tinh thiếu niên khóe miệng lộ ra một tia dữ tợn, ánh mắt xoay chuyển, nhưng lại hướng hàn lập bên này nhìn lướt qua ánh mắt băng hàn đến thấu xương, một cỗ kỳ hàn theo sau lưng nháy mắt trào ra, hàn lập không khỏi giật mình dùng mình một cái. Huyết tinh thiếu niên khóe miệng hơi hơi run rẩy, trên mặt mày may không chút biểu tình, nhưng đột nhiên nhấc tay, hướng hư không bên cạnh hàn lập vẫy một cái, miệng phun một chữ thu. ầm vang long, một tiếng, phụ cận thế nhưng như đáp lại tiếng nổ, một tòa thất sắc cử tháp cao ngàn trượng từ mặt đất đột một ngoi lên, nhoáng lên một cái, liền tiềm nhập trong hư không không thấy tung tích. Ngay sau đó, huyết tinh thiếu niên thoáng chốc hiện lên đại lượng thất thải quang mang một tòa bảo tháp cao vài tấc không tiếng động hiện ra hướng đỉnh đầu cự thú ném đi một tay kết quyết bảo tháp xoay tít nhưng lại hóa thành một phiến thất sắc quang hà cuồn cuộn cuốn xuống trong nháy mắt công phu đã đem thân hình khổng lồ của cự thú bao phủ vào trong đó khi thất sắc quang hà một lần nữa ngưng tụ lại trở về thất sắc tiểu tháp như cũ nhưng cự thú đâu dê tại chỗ cũ bóng chốc vô tung vô ảnh không tốt linh phù của ta không thể cảm ứng được hợp tức thú Cơ hồ ngay lập tức, Lâm Loan tiên tử trong lòng giật mình, cực kỳ hoảng sợ, nói. Hàn lập thấy tình hình vậy, trong lòng trầm xuống, kiện tử sắc tử đỉnh cùng thất sắc bảo tháp trong tay nguyên chủ là vị huyết quang thánh tổ này uy năng so với trước kia cơ hồ bạo tăng mấy lần. Hắn không có chút nắm chắc bị vây vào trong tháp này lại có thể bình yên thoát thân một lần nữa. Đi, thanh long thượng nhân vừa nhìn thấy màn này, đồng dạng sợ hãi, không lưỡng lự đốt nhiên hô to một tiếng. Tiếp theo hắn biến thành thanh long, toàn thân linh quang đại phóng, liều mạng bất chấp chúng vài truy ảnh của hắc giáp đại hán, thoáng cái lao ra vòng vây phi độn bỏ trốn. Vừa thấy thế bại cục lập tức quyết đoán bỏ trốn mất dạng, mục tiêu đúng là phương hướng ỉ thiên thành. Không riêng gì người này, ngân quang tiên tử cùng lâm loan mặt lộ vẻ sợ hãi liếc mắt nhau, cũng gần như đồng thời hóa thành một đạo kinh hồng, hướng hai phương hướng khác chạy trốn. Về phần hàn lập, hai tay áo run lên, đem thanh bàn kiếm trận thu lại, sau lưng phong lôi xí tể vỗ, sớm hơn một bước hóa thành một đạo hồ quang bắn đi, bây giờ còn muốn chạy nữa, quả thực là si tâm vọng tưởng. Huyết tinh thiếu niên thấy cảnh này, cuồng thiếu một trận. Tiếp theo chỉ thấy hắn hai tay luân phiên kết quyết, huyết khí trên người bỗng nhiên quay cuồng kịch liệt một trận, thân hình mờ nhạt đi, thoáng chốc tách ra thành ba thân ảnh độc nhất vô nhị. Hai trong ba gã huyết tinh thiếu niên, một tên nâng kiện thất sắc bảo tháp kia, một tên cầm lấy tử sắc tiểu đỉnh đồng thời trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh, ngay tại chỗ nhoáng lên một cái rồi tiêu thất. Về phần gã huyết tinh thiếu niên cuối cùng lại đạp mạnh, huyết khí dưới chân quay cuồng một trận, cuối cùng trực tiếp biến ảo thành một cái tiểu thuyền màu đỏ. Tiểu thuyền này dài bất quá 7-8 trượng, toàn thân đỏ tươi lóng lánh, mặt ngoài lại minh ấn vô số thất sắc phù văn huyền bí, tỏa sáng lập lòe, có vẻ thần bí vạn phần. Khi thiếu niên bước lên trên thuyền, không thấy hắn có hành động gì sau đó, tiểu thuyền màu đỏ nhưng lại run lên bắn đi. Sau một cái chấp động, trực tiếp mang theo huyết tinh thiếu niên tiến nhập hư không tiêu thất. Đồng thời dao động cùng lúc ở xa xa, thuyền này lại lóe lên trở về không gian, nhưng đã ở một địa phương ngoài mấy trăm trượng, tự hồ hai cái chấp động nữa liền có thể trực tiếp đuổi theo Hàn Lập phía trước. Thần niệm Hàn Lập hướng phía sau đảo qua, vừa nhìn thấy màn này cũng không khỏi hoảng sợ. Hắn tâm niệm vừa chuyển, lúc này cắn rắn một cái hướng mặt đất lăn một vòng, sau một tiếng sét đánh liền hóa thành một con ngân sắc cự bằng bốn cánh. Bốn cánh đồng thời vỗ, cự bằng thoáng chốc hóa thành một sợi tơ kim ngân mỏng mảnh kích bắn bỏ chạy, sau một cái chấp động, trực tiếp xuất hiện ở cuối chân trời, cũng lóe lên rồi tiêu thất. Di, ra là côn bằng biến thân thuật, hắc hắc, tưởng rằng chỉ như vậy là có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bản lão tổ sao. Mấy người các người đem vài tên hợp thể tu sĩ của nhân tộc xử lý, lão tổ ta tự mình truy đuổi tiểu tử này. Trên thuyền, huyết tinh thiếu niên vừa thấy cảnh này, đầu tiên là hơi ngẩn ra, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng, lớn tiếng hướng mấy người hắc giáp đại hán truyền âm phân phó một câu. Tiếp theo, ở chỗ bên cạnh, huyết ảnh chợt lóe, Hai gã thiếu niên khác cũng nhoáng lên một cái rồi hiện ra, từ đầu đến cuối giống như chưa từng ly khai quá nửa bước, cũng đồng thời kết quyết. Sau vài tiếng phốc phốc, hai sườn tiểu thuyền màu đỏ lại tự hiện ra hai cánh đỏ tươi óng ánh, ra sức vỗ một cái, hóa thành một đạo tơ máu kích bắn mà đi. Chương 1924, xa lão, chỉ trong nháy mắt, chiếc thuyền nhỏ chở ba gã huyết tinh thiếu niên đi ngàn dặm, không còn thấy bóng dáng, có vẻ không quan tâm đến đại chiến nơi này nữa hai người các người đuổi theo hai tên hợp thể tu sĩ nhân tộc kia ta dẫn đại quân đánh chiếm ỷ thiên thành còn người cuối cùng chạy trốn về thành ta sẽ thuận tay xử lý hắn đã không còn có hợp thức thú trợ giúp nguyên khí lại đại thương căn bản là không thể thoát khỏi bàn tay ta còn tên kia nếu huyết quang đại nhân tự mình ra tay đuổi theo chắc chắn chỉ có đường chết hắc sắc đại hán sắc mặt âm trầm khó đoán hướng về hai người bạch bào thiếu niên chậm rãi nói chỉ có một mình tàng huynh ở lại nơi đây có ổn không Nhớ đâu bên phía nhân tộc còn có thủ đoạn nào khác nữa thì sao? Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn một bên trần chờ hỏi. Yên tâm, có ta với hóa huyết minh vệ ở đây đủ để ứng phó tất cả mấy thứ đó. Hắc giáp đại hán trả lời không trần trừ. Nếu đã như vậy, nơi đây liền giao cho tàng huynh, tiểu muội đi rồi sẽ quay về ngay. Cô gái xinh đẹp nghe vậy thì gật đầu, lúc này, ánh sáng màu hồng nhạt bên ngoài người quay cuồng một trận rồi kêu lên một tiếng mà phá không rời đi phương hướng nàng này rời đi chính là hướng ngân quang tiên tử đã bỏ chạy. Về phần bạch bào thiếu niên, chỉ qua một lát công phu đã mạnh mẽ chân áp kỳ độc trong cơ thể, không nói hai lời, thân thể khẽ động hóa thành một đạo ánh sáng trắng bay vọt đi, hiển nhiên là đuổi theo lâm loan tiên tử. Nhìn thấy những kẻ ngang hàng với mình trong ma tộc đại quân đều đã rời đi, hai hàng lông mày của hắc giáp đại hán nhướng lên, hét lên một tiếng giữa trời cao. Trưởng lão hợp thể kỳ của nhân tộc đã chạy trốn, còn trần chờ gì mà không công hạ thành trong lời nói có chiếu uy năng thâm sâu của ma đầu này vang rõ lên bên hai tai của nhân ma song phương đang đánh nhau ở dưới bên phía ma tộc mừng rỡ hoan hô một trận thế công mãnh liệt hơn trước nhiều lần còn bên phía nhân tộc sau khi nhìn thấy mấy vị hợp thể kỳ tồn tại bỏ chạy liền không còn chút sĩ khí mặt cắt không còn giọt máu hoảng sợ vô cùng hư tên ma đầu nhà ngươi thật sự cho rằng ỷ thiên thành chúng ta không có thủ đoạn lưu lại hay sao muốn loại bỏ được chúng ta trước hết phải phá được 108 con cự kiếm tinh kim khôi lỗi đã rồi hãy nói. Đang thời điểm nguy cơ, giọng nói của thanh long thượng nhân đột nhiên ẩm ẩm vang lên từ chỗ nào đó trong ý thiên thành. Lời vừa dứt từ các góc trong thành, hơn trăm cột sáng vàng chợt lóe lên, sau khi ánh sáng ngưng tụ lại liên tục biến thành những pho tượng kim giáp vệ sĩ. Toàn thân chúng được kim giáp vàng dòng che chắn, chỉ để lộ ra đôi mắt màu bạc nhạt lạnh lùng, ôm trong ngực một thanh đại kiếm màu vàng giống hệt cơ thể. 108 kim giáp vệ sĩ lơ lửng trong không trung không nhúc nhích, trên người tỏa ra khí tức cường đại của tu sĩ cấp luyện hư. Bên quân sĩ nhân tộc vốn đang hoang mang không bia phải làm gì, khi nhìn thấy cảnh này, tinh thần lại phấn chấn, thúc giục pháp khí, bảo vật liều mạng điên cuồng tấn công về phía ma tộc dưới thành. Chiến trường đang có chút yên tĩnh lại trở nên đầy sát khí, tiếng gầm rú vang lên đầy trời. Hắc giáp đại hán ở trên cao nhìn thấy cảnh này thì hơi nao nao, nhưng ngay sau đó khuôn mặt lại hiện ra vẻ khinh thường hướng về phía hóa huyết minh vệ đang ở xung quanh vung tay lên nói lớn thời gian gấp rút các ngươi lập tức tham gia vào đại quân công thành bổn tọa muốn phải công phá được lực lượng phòng ngự chính của thành này trong thời gian ngắn nhất mấy tên ma tộc dẫn đầu nghe vậy liền vang lên một tiếng đáp ứng thân thể mấy tên ma tộc này giống như không phải là thực thể bay vọt về phía dưới trong nháy mắt đã gia nhập vào đại quân ma tộc ở phía dưới đồng thời hướng về phía cự thành bay đến hắc giáp đại hán lơ lửng ở giữa không trung im lặng đứng nhìn sau khi có hóa huyết minh vệ tham gia làm cho bên ma tộc chiếm lấy thế thượng phong áp đảo thậm chí một vài tên ma tộc đánh thành cấm chế phòng ngự bay lên trên đầu tường thành thế nhưng hơn trăm kim giáp kiếm sĩ của ỷ thiên thành vẫn bình tĩnh lơ lửng trong thành không có chạy đến tương trợ như có tính toán nào khác nhìn thấy cảnh này còn người hát giáp đại hán co rụt lại nhưng ngay lập tức nghĩ đến điều gì liền cười lạnh lùng thân hình đột nhiên nhoáng lên một cái bay vọt về phía sau chỉ sau vài lần chấp động, thân hình hắn đã nhập vào bên trong một chiếc thuyền màu đen lớn tựa như ngọn núi nhỏ. Ma tộc vệ sĩ trong thuyền nhìn thấy hắc giáp đại hán quay về, đều lắp bắp kinh hãi. Hắc giáp đại hán cũng không buồn giải thích gì, lại nhanh chóng bay vọt đi, thoáng cái nhập vào trong một gian mật thất, rồi lập tức kích hoạt cấm chế đã được bố trí từ trước. Nhất thời, trên bốn vách của mật thất, tầng tầng ánh sáng ngũ sắc hiện ra, một pháp trận mở ảo hiện ra trên mặt đất. Hắc giáp đại hán đi đến bên cạnh pháp trận, một tay liền kết pháp quyết, quát khẽ một tiếng, đánh vào pháp trận màu trắng mấy pháp quyết. Một trận âm thanh vù vù vang lên, ánh sáng trong pháp trận chớp động liên hồi, một cái bàn tế bằng bạch ngọc từ từ hiện ra, trên bàn bày một mặt gương đồng màu xanh cổ kính, hoen dỉ loang lổ, tựa như đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Vừa nhìn thấy kính này, sắc mặt hắc giáp địa hán trở nên nghiêm nghị, miệng lẩm bẩm rồi đột nhiên há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, cỗ tinh huyết này nhoáng lên một cái đã hóa thành một đám sương mù bao phủ gương cổ vào trong mặt ngoài cổ kính vốn đang nằm yên bỗng nổi lên một tầng ánh sáng xanh rồi từ từ sáng ngời lên áng sáng chật lẽ mặt ngoài cổ kính hiện ra một gã khoác thanh bào mặt mũi hắn nhìn hiền lành tóc màu xám cho đang ngồi trên một chiếc ghế màu đen một tay cầm quyển sách cổ đã ngả vàng nhìn về đại hán ô ta đang tự hỏi ai cách không truyền tin cho ta thì ra là ngươi không phải hiện tại ngươi đang tham gia thánh tế hay sao bây giờ lại sử dụng đến phân giới kính chẳng lẽ bên kia xảy ra đại sự gì đó phải không lão giả mỉm cười nói, thực sự giống như một ông lão bình thường. Ra mắt xa lão, huyết quang đại nhân vừa buông xuống linh giới. Sau khi thi lễ, hắc giáp đại hán liền nói thẳng vào chủ đề. Vừa buông xuống, tại sao huyết quang lại tiếp tục phái một khối hóa thân đến linh giới? Thực sự có chút cổ quái. Lão giả mặc dù nói vậy nhưng ánh mắt chỉ lóe lên, vẫn ngồi yên không động đậy. Lúc này đây, huyết quang cũng không có trực tiếp buông xuống phân thần mà hình như dùng loại bí thuật nào đó trực tiếp đem thần niệm ký phụ trên người dương sát dương sát sau khi bị phụ thể không những trực tiếp biến thành hóa thân của huyết quang đại nhân pháp lực bản thân cũng tăng lên khó tưởng tượng nếu thuộc hạ cảm ứng không sai tựa như có một phần ba thực lực của huyết quang đại nhân hắn còn có thể phát huy bảy tám phần uy năng của hai kiện trí bảo tử ngôn đỉnh và thải quang tháp một con hợp tức thú bên phía phe nhân tộc bị khối hóa thân này chỉ trong chốc lát đối mặt đã dùng bảo vật bắt lấy hắc sắc đại hán khuôn mặt nghiêm nghị nói có chuyện này sao thật thú vị mặc dù thần niệm buông xuống mặt biên khác có thể mang theo ít pháp lực nhưng sát liêu không có mấy mặt khác lại bị dị giới lực bài xích làm cho lực lượng của phân niệm bị thu hẹp đi huyết quang đã phái một khối hóa thân trực tiếp buông xuống linh giới lại vẫn dám cho phân niệm tiếp tục buông xuống linh giới mà lại có thể khiến thực lực của người bị ký phụ tăng mạnh, lại tránh được cách giới lực đè nén. Hay là hắn nắm được loại bí thuật mới nào đó, lão giả cuối cùng cũng động dung, chờ ngâm thì thào mấy câu. Đúng rồi, huyết quang đại nhân lần này buông xuống linh giới, hình như là nhắm vào một gã hợp thể kỳ nhân tộc. Hắc giáp đại hán chợt nghĩ đến điều này, vội vàng nói ra. Người miêu tả tên nhân tộc tu sĩ kia cùng kể các việc liên quan cho lão phu nghe. Lao giả lộ ra biểu tình hứng thú, chuyện là như vậy, gã nhân tộc tu sĩ kia là một tu sĩ hợp thể trung kỳ nhưng có thần thông lợi hại vô cùng. Lúc trước, âm dương song sát đánh nhau với hắn, thế nhưng... hắc giáp đại hán đáp ứng một tiếng, bắt đầu kể lại. Không lâu sau, hắn đem sự việc trải qua kể lại, sau đó, im lặng không nói gì nữa, chờ đợi lão giả phan phó. Ân, ngươi làm tốt lắm, tin tức này đối với ta rất hữu dụng, ngươi đi làm việc của mình đi. Lão giả nghe xong, gật gật đầu, phân về tròm dâu, phân phó. Tuân mệnh đại nhân, vậy thuộc hạ xin cáo lui. Hắc giáp đại hắn nghiêm nghị đáp ứng, giơ tay đánh một đạo pháp quyết lên gương cổ. Ánh sáng màu xanh chấp động trên mặt gương, một lát sau, hình ảnh lão giả biến mất. Sắc mặt hắc giáp đại hán buông lỏng, đứng tại chỗ suy nghĩ một lát rồi quay người đi ra mật thất, bay ra từ cự thuyền, hóa thành một đoàn hắc khí xuất hiện trên chiến trường. Cùng thời gian đó, bên kia một biên khác, trong một ngôi nhà gỗ nơi nào đó. Lão giả nọ đã đặt cuốn sách cổ đặt lên đầu gối, hai mắt nhắm lại, ngón tay gõ nhẹ nhàng, đang cân nhắc chuyện gì đó. Ở trên cái bàn một bên, đặt một cái gương cổ giống hệt khác. Huyết quang, lá gan người quả thật không nhỏ, tuy rằng không biết người dùng phương pháp nào để đem nhiều pháp lực như vậy đến linh giới. Nhưng không sợ bản thể ở thánh giới sẽ xảy ra chuyện sao. Nếu như bị vài kẻ đối địch kia biết được, không trách khỏi nổi lên một hồi phong ba. Lão gài thấp giọng tự nói hai câu, trong mắt ánh sáng lạnh lùng lóe lên. Trên không trung cách hỷ thiên thành 10 vạn dặm, cô gái xinh đẹp đang sử dụng độn quang lướt nhanh, một tay nâng một viên ngọc màu máu, thần sắc nghiêm nghị. Sau khi báo cáo sự tình cho một lão phụ ở ma giới, thì môi thơm hé ra, đem viên ngọc nuốt vào bụng tiếp. Sau đó, nữ tử này bình tâm lại, tốc độ phi hành thoáng chút nhanh hơn lúc trước quá nửa. Phía trước nàng ngàn dặm, ngân quang tiên tử cũng đang biến thành một đạo trắng bạc phá không bay đi. Ở trong hư không phía bên kia, cảnh tương tự cũng xảy ra đối với bạch bào thiếu niên tên ma tộc này cẩn thận cất vào lòng ngực một khối ngọc phù trong suốt vừa sử dụng. Cùng thời gian đó, cự bằng bốn cánh màu bạc do Hàn Lập biến thành đồng thời vỗ, biến thành một tia sáng như ẩn như hiện trong không trung. Chỉ lúc trước còn ở bên này nhưng chỉ sau một khắc đã bay vọt quỷ dị đến phía chân trời. Thế nhưng, ở phía sau hơn trăm dặm trong không trung, một con thuyền nhỏ màu máu đang gắt gao đuổi theo với tốc độ kinh người. Trường 1925, ngăn địch, Hàn Lập dùng mình trong lòng, hiển nhiên đã sớm phát hiện ra huyết quang thánh tổ đang gấp rút đuổi theo không buông phía sau, thúc giục pháp lực trong cơ thể đến cực hạn, bốn cánh của biến thân côn bằng vỗ mạnh liên hồi. Nhưng tiểu thuyền mà huyết quang thánh tổ đang khống chế kia là loại bảo vật phi hành có tốc độ cực nhanh, trong đời Hàn Lập cũng ít thấy. Hai cặp cánh đồng loạt vỗ mạnh nhưng vẫn không thể nới rộng thêm khoảng cách với thuyền nhỏ phía sau, điều này làm cho trong lòng Hàn Lập rất là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ thật sự phải đánh một trận cùng hóa thân của huyết quang thánh tổ sao? không tính đến những thần thông lợi hại khác chỉ riêng hai kiện bảo vật nghịch thiên huyền diệu trong tay đối phương hắn không chút nào ngăn cản được nổi nhưng lúc này hắn đã bị thần niệm đối phương khóa chặt trừ khi bỏ rơi đối phương ra mấy vạn dặm nếu không cơ bản là không thể thoát được hàn lập vừa phi độn chạy trốn vừa suy nghĩ cân nhắc đối sách vài chấp động sau khi vượt qua một đỉnh núi đại bàng bỗng nhiên kêu lên trầm thấp hơn ngàn cây lông màu bạc từ trên thân thể bắn xuống phía dưới liền biến thành từng cây cờ trận ánh sáng đủ màu sắc chợt lóe lên cờ trận cùng phù chú run lên rồi biến mất nơi đỉnh núi tuy đại bàng làm ra loại hành động nhưng tốc độ không hề bay chậm lại chút nào chớp động liên tiếp thoáng cái đã bay ra khỏi dãy núi nhỏ này biến mất ở cuối chân trời một lát sau ở phía kia chân trời một đường tơ máu lóe lên một chiếc thuyền nhỏ màu đen xé gió hiện ra trên không dãy núi trên thuyền lúc này có ba gã thiếu niên khuôn mặt giống hệt nhau lạnh lùng người phía trước khoanh tay hai mắt híp lại hai người phía sau nhắm hai mắt nhưng hai tay kết quyết niệm chú không ngừng. Tiểu thuyền màu đen liền trở nên mở ảo, ánh sáng màu máu chấp động, biến mất trong hư không. Đúng lúc này, từ phía dưới dãy núi, hơn một ngàn cái cột sáng phun ra, các màu ánh sáng chấp động, thoáng cái hình thành một tòa pháp trận to lớn rực rỡ trên không. Thuyền nhỏ màu đen đang định bay đi thì không khí xung quanh dường như đặc sệt dị thường, chỉ trong chốc lát đã bị bao phủ trong pháp trận. Hừ, chỉ là một tòa trận pháp tạm thời mà cũng muốn vây khốn bổn tòa. Trước tình hình này, sắc mặt huyết tinh thiếu niên không đổi mà còn cười lạnh lùng nói. Tiếp đó, một tên thiếu niên khác đứng ở sau, buông lỏng pháp quyết trong tay, toán cái mở hai mắt ra, há miệng phun ra một đoàn ánh sáng đen. Trong ánh sáng đen, một cái đỉnh nhỏ như ẩn như hiện, chính là tử ngôn đỉnh. Phá, tên thiếu niên phun ra đỉnh tím kia vỗ nhẹ lên đỉnh, mặt không chút biểu tình, quát khẽ một tiếng. Ngay lập tức, đỉnh nhỏ phát ra ánh sáng rực rỡ, thoáng cái trở nên to lớn hơn 10 trường. Tiếp theo đó, một ký hiệu màu đen lớn khoảng một trượng vù vù bay ra, chuyển động xoay tròn, hóa thành một cơn lốc màu đen cuốn đến. Cuồng phong màu đen giống như sóng lớn xô bờ, có chứa uy năng khó có thể tin, hướng về bốn phía cuốn tới khiến toàn bộ không trung đều run rẩy. Trận pháp to lớn chỉ ngăn cản được vài nhịp rồi bị xé toạc như tờ giấy, hóa thành vô số điểm sáng bay toán loạn biến mất. Cự đỉnh màu tím lóe lên, thu nhỏ lại tỏng nháy mắt, lại hóa thành một đoàn ánh sáng màu đen nhập vào trong cơ thể thiếu niên thiếu niên này phun ra một hơi dài lại kết quyết rồi nhắm hai mắt lại thiếu niên đứng đầu nhìn thấy vậy cười ha ha điên cuồng thuyền nhỏ màu máu lại hóa thành tia sáng bay vọt đi cả quá trình đó cũng chỉ kéo dài trong thời gian vài lần hít thở ngay khi đó đang điên cuồng vỗ cánh bay đi ở phía trước hàn lập cũng thoáng mơ hồ cảm ứng được một tia liên hệ bỗng biến mất trong mắt không tránh khỏi hiện lên vẻ hoảng sợ sao lại có thể như thế Bộ khí của bầy trận này có thể phát huy tám phần uy năng của đại trận thiên diệu Hải Vân nhưng vẫn không thể ngăn cản lão ma kia một chút. Trong lòng Hàn Lập kinh hãi, trầm xuống, một lát công phu sau, hai cánh của cự bằng do hắn biến thành đột nhiên rung lên, hơn trăm chiếc lông đột nhiên bay ra. Các linh vũ này nhoáng lên, hóa thành các loại phù văn đủ màu, lóe lên rồi nhanh chóng nhập vào hư không biến mất. Ở chỗ cũng chỉ còn lại hai đạo phù văn màu bạc phiêu động. Một luồng ánh sang màu bạc lóe lên biến ảo thành một giáp sĩ giáp vàng, cầm trong tay một lưỡi dao màu vàng ngẩng đầu lơ lửng tại nơi này tấm ngân phù kia lại huyễn hóa ra một bóng vàng nhàn nhạt, nhạt chợt lóe tới phái sau giáp sĩ quỷ dị biến mất còn bản thân cự bằng không hề dừng lại chỉ vài lần lóe sáng lại biến mất ở cuối chân trời từ phía xa nhìn lại nơi đây chỉ thấy tên giáp sĩ đang lẳng lặng đứng không bao lâu không trung phía xa xa giao động thuyền nhỏ màu máu nhoáng lên một cái xuất hiện bên cạnh huyết tinh thiếu niên đứng đầu đứng thẳng trên thuyền vừa nhìn thấy cảnh này liền ngẩn người ra, nhưng sau khi đánh giá giáp sĩ màu vàng một chút, lại cười lạnh lùng, nói. Tên tiểu tử nhân tộc này thực sự có hiểu biết không ít. Ngay cả ảnh khôi lỗi bậc cao như thế cũng có thể luyện chế ra. Nhưng thứ này đối với ta mà nói, cơ bản là không thể chịu nổi một kích. Lời vừa dứt, thiếu niên đứng ở cuối thuyền từ từ mở hai mắt, không nói một lời, giơ một tay lên, lập tức ném ra một tòa tháp nhỏ bảy màu. Chỉ một chấp động, một tòa tháp bảy màu mấy ngàn trượng bỗng nhiên xuất hiện phía trên giáp sĩ màu vàng, chụp xuống. Mặt giáp sĩ không hề thay đổi, không chút yếu thế hung hăng bổ cự nhận màu vàng trong tay lên phía trên. ầm vang long một tiếng, một cột kiếm quang dài hơn trăm trượng chém vào đáy tháp lại như trâu đất xuống biển, lóe lên biến mất. Bóng tháp to lớn rơi xuống, vô số ánh sáng bảy màu tuôn ra, đem giáp sĩ màu vàng bao phủ vào trong. Sau khi ánh sáng chợt tắt, bóng tháp lại một lần nữa hóa thành một tòa tháp nhỏ bảy màu mà giáp sĩ thì biến mất không thấy người thiếu niên tung ra tháp này tay vừa vung lên đã đem tiểu tháp thu trở về huyết tinh thiếu niên đứng đầu cười to một tiếng thuyền nhỏ màu máu khẽ động hóa thành một đường tơ máu bay vọt về phái trước nhưng khi đường tơ máu vượt qua chỗ không gian mà vừa rồi giáp sĩ bị bắt đi đột nhiên ánh sáng màu bạc lóe lên phía trước một giáp sĩ màu vàng khác yên lặng hiện ra hai tay bấm quyết niệm chú sau lưng hiện ra một pho tượng pháp tướng ba đầu sau tay mở nhạt, sáu cánh tay cùng huy động, sáu cột sáng màu vàng trực tiếp đổ ập xuống thuyền nhỏ. Chưa đánh chúng được thuyền nhỏ thì một cỗ uy năng đáng sợ, vừa quen vừa lạ hùng hổ cuốn tới. Chân ma pháp tướng, điều này không có khả năng, bị bất ngờ tấn công nhưng thiếu niên đứng đầu vốn không hề để ý nhưng vừa thấy cảnh này lại chấn đông, thốt lên thất thanh. Nhưng tên thiếu niên ở sau hắn lại không nói một lời, tay lật lên, kiện tiểu đỉnh màu tím hiện ra, bàn tay lật ngược vỗ xuống. Lập tức, một quầng sáng mờ mờ màu tím hiên lên, đem toàn bộ thuyền nhỏ bảo vệ ở trong. Sáu đoàn kim quang kích lên từ mạc, phát ra mấy tiếng trầm đục rồi bị quầng sáng lóe lên hấp thu hết. Nhưng tiểu thuyền cũng bị trì hoãn, dừng lại một chút trong không trung. Mặc dù bị giật mình một chút nhưng sắc mặt thiếu niên đứng đầu trầm xuống, liền phản ứng, cánh tay vừa nhấc lên xuất ra trước người một vòng tròn cổ quái. Phốc suy một tiếng, một đại động trắng mịt mờ chợt lóe hiện ra phía trước tiểu thuyền, ánh sáng màu máu lóe lên, một bóng mờ như mãng xà từ giữa mơ hồ bay vụt ra, trực tiếp xuyên thủng thân hình giáp sĩ màu vàng rồi cuốn chặt lấy. Một cổ cự lực khó chống buông trên người giáp sĩ, vang lên một tiếng trầm đục, giáp sĩ màu vàng vỡ tan ra trong nháy mắt, hóa thành nhiều điểm sáng màu bạc biến mất. Pháp tướng phía sau cũng bị chấn động, pháp tướng ba đầu sáu tay phát ra tiếng giòn vang, vỡ vụn biến mất. Huyết tinh thiếu niên đứng đầu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chợt lóe lên, đang định thúc giục thuyền nhỏ bay đi tiếp thì sắc mặt lại biến động. Chỉ thấy, phía trên tiểu thuyền, đột nhiên ánh sáng quay cuồng, một cụm đền đài, lầu các mờ mờ ảo ảo, xuất hiện ở đấy. Chính là Cửu cung Thiên Kiền phù do Hàn Lập đã bí mật bày ra. Trong nháy mắt, khi thiếu niên đứng đầu phát hiện ra, những đền đài lầu các này đã phóng xuất vạn trượng hào quang xuống phía dưới, vây tiểu thuyền màu đen trong cấm chế. Thiếu niên ở sau cùng kia đột nhiên ném bảo tháp bảy màu trong tay ra. Lập tức, bóng tháp to lớn hiện ra trên đỉnh đầu, chắn không cho dãy đền đài lầu các hạ xuống tí nào lơ lửng lại giữa không trung. Tiếp theo, thiếu niên trong lẩm bẩm, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, đồng thời hét lớn một chữ thu. Chỉ trong nháy mắt công phu, áng sáng bảy màu từ đỉnh tháp dâng lên cuồn cuộn, quét một cái đã đem hư ảnh lầu các thu vào trong. Áng sáng chợt tắt, bóng tháp to lớn đã biến mất, tiểu tháp bảy màu lại rơi vào tay thiếu niên. Khi này, trong lòng thiếu niên đứng đầu mới buông lỏng, tiếp đó cưới to một tiếng, liền thúc dục huyết thuyền dưới chân tiếp tục bay đi. Tại ỷ Thiên Thành, tất cả cấm chế bên ngoài đại thành đều đã bị ma tộc công phá, trên tường đã thất thủ gần nửa. Vô số ma tộc kỵ binh cùng ma thú như thủy triều dũng mãnh tiến vào thành. Mà 108 tinh kim giáp sĩ kia đang lơ lửng trên trời cao không nhúc nhích kia chỉ là hư ảnh do một tòa trận pháp xảo diệu ngưng tụ ra mà thôi. Nội tình chuyện này không bao lâu đã bị thủ vệ nhan tộc phát hiện, sĩ khí tự nhiên là bị rơi xuống đáy vực, bại lui ảo ảo, bỏ chạy tán loạn. Mà lúc này đây, trên một ngọn núi vô danh cách hỷ thiên thành mấy ngàn dặm, gần ngàn người nam nữ, già trẻ mặc đồng phục đang nhìn về hướng Ỷ Thiên Thành, vốn đã bị ma khí cuồn cuộn áp chế. Có người hai tay nắm chặt, có kẻ lộ vẻ thảm thiết, còn có tên thì biểu lộ vẻ may mắn khó có thể che giấu. Mặc dù thần sắc họ khác nhau nhưng đều không nói một lời, bộ dạng như đã được huấn luyện thuần thục. Ở phía trước người này là một gã thanh bào trung niên, sắc mặt tái nhợt, thần sắc phức tạp cũng nhìn về phương hướng đó. Đúng là người đã trốn về trong thành lúc trước, Ỷ Thiên Thành thái thượng trưởng lão Thanh Long thượng nhân Đi thôi, việc Ỷ Thiên Thành bị phá đã không thể vãn hồi nữa rồi. Các ngươi là hạt giống của Tứ Đại tông môn chúng ta, chỉ cần Thiên Nguyên Thành vượt qua ma kiếp lần này, Tứ Đại tông môn chúng ta lại có thể một ngày quật khởi. Hiện tại không được chậm trễ, lập tức xuất phát đi. Thanh Long thượng nhân bỗng quay đầu, hướng về các tu sĩ kia, trầm giọng phân phó. Chương 1926, hỏi kế. Ngay khi Thanh Long thượng nhân buộc phải đem các kiệt xuất đệ tử của Tứ Đại tông môn vụng trộm dùng bí mật truyền tống trận rời khỏi ỷ thiên thành thâu đêm hướng thiên uyên thành bí mật ra đi thì hàn lập lại lâm vào một trong hiểm cảnh nguy cơ nhất từ khi tiến vào linh giới tới giờ sau khi cảm ứng được pháp trận tạm thời giáp nguyên phù cùng cửu cung thiên kiền phù liên tiếp thất bại hắn thực sự hoảng hốt tâm chìm xuống đáy vực tuy hắn không hề trông cậy vào mấy cái thủ đoạn này có thể khắc địch chiến thắng nhưng thực sự không thể ngờ rằng ngay cả hơi chút ngân cản huyết quang thánh tổ hóa thân dù chỉ một lát cũng không xong Pháp trận cùng hai loại phù triện có thể nói là dị bảo, chỉ vừa kích phát thì nháy mắt đã bị phá vỡ. Thần Thông Nghịch Thiên như thế, Hàn Lập biết chính bản thân không thể làm được. Có thể nói, Huyết Quang Thánh Tổ hóa thân đang đuổi phía sau, thực lực ở trên hắn một phần, cho dù vận dụng vài loại thủ đoạn sát thủ, tỷ lệ thủ thắng không chắc đã được năm thành. Dưới loại tình hình này, Hàn Lập chắc chắn không muốn mặt đối mặt tranh đấu trực tiếp cùng đối phương. Dù sao, nếu hắn đấu pháp thất bại, thực sự ra đi mà vẫn may mắn đập chết đối phương cũng chỉ tính rằng đã khiến cho vị huyết quang thánh tổ này tổn thất một khối hóa thân mà thôi. Lỗ vốn như thế, hắn tuyệt sẽ không chơi, cho nên sau khi thử đối phương hai lần, theo như thực lực của truy binh lớn hơn rất nhiều so với suy đoán, lúc này hắn thu lại tâm tư, cân nhắc xem chạy thế nào cho thoát. Tuy rằng không biết thần niệm của hóa thân kia có thể theo dõi trong phạm vi bao xa, nhưng nếu lấy sự đáng sợ của đại thừa tu sĩ, trừ khi hắn một hơi độn ra xa 10 vạn dặm, nếu không tuyệt đối không thể thoát khỏi tình trạng bị khóa mục tiêu như bây giờ. Nhưng hiển nhiên trừ khi tốc độ phi độn của hai người cách nhau một khoảng lớn, nếu không thì còn lâu mới làm được. Hắn biến thành cự bằng bay nhanh không nghỉ, các loại ý niệm cũng dồn dập tuôn ra, không ngừng tính toán trong đau khổ. Hàn lập tự nhiên không biết, phía sau, gã huyết tinh thiếu niên đang đuổi sát không thôi cũng đang giật mình. Dưới chân ba tên, chiếc huyết sắc tiểu thuyền chính là một loại danh tiếng lừng lẫy phi hành dị bảo, toàn lực thúc dục thì có thể cùng tốc độ phi độn của đại thừa tu sĩ nhất phân cao thấp. Tuy rằng bây giờ chỉ do hóa thân khu sử, không thể phát huy toàn bộ tốc độ, nhưng so ra thì căn bản độn tốc một gã hợp thể tu sĩ không thể sánh bằng. Mà bọn họ toàn lực khống chế bảo vật này đuổi theo thời gian dài như thế, nhưng lại không thu hẹp được bao nhiêu khoảng cách với đối phương, cũng rất là bất đắc dĩ. May mà bọn họ có ba người, luân phiên nhau nghỉ ngơi cũng không đến nỗi nào, hai tên đả tọa, một tên thúc giục tiểu thuyền thì chẳng lo pháp lực khô kiệt mà đánh mất mục tiêu, cho nên tuy có chút buồn bực nhưng cả ba tên đều thong dong cứ từ từ rồi cũng tóm được nhà ngươi. Còn Hàn Lập, tất nhiên không thể cùng đối phương so bì tiêu hao, hắn mặc dù có linh khu hóa thân cùng kim thân pháp tướng luôn sẵn sàng hộ chủ, nhưng chỉ bản thân biến thân côn bằng thì mới có thể duy trì khoảng cách trước mắt. Mà nạn nam linh nhũ cùng linh dược cung cấp, đối với lượng linh lực khổng lồ của cảnh giới bọn hắn, căn bản không có tác dụng quá lớn. Mà lấy pháp lực của hắn, duy trì biến thân phi hành toàn lực, dù cho không ngừng phục dụng, đồng thời hấp thu linh thạch cực phẩm, cùng lắm duy trì được năm, 6 ngày thôi. Cho nên Hàn Lập vừa đau khổ suy nghĩ, vừa lo lắng đôi phần. Đợi đã, huyết quang thánh tổ vất vả truy sát mình, chắc hẳn là do kiện trấn ma tỏa. Nếu là chịu bỏ qua bảo vật này, có lẽ cũng không phải không có cách nào dẫn huyết quang hóa thân rời đi. Trong đầu hàn lập bỗng hiện lên một tia linh quang, nhưng bảo vật này chính là một kiện huyền thiên linh bảo bán thành phẩm. Hơn nữa nếu lời lão sa kỳ cung là đúng thì hỗn độn nhị khí đối với mình lại có tác dụng rất rất lớn. Dễ dàng buông tha như vậy quả thật là không cam tâm. Hàn lập suy đi tính lại, nhưng lại rất do dự. Tuy rằng so sánh giữa mạng nhỏ cùng bảo vật, tự nhiên là muốn giữ mạng nhỏ, nhưng trước mắt còn chưa tới sơn cùng thủy tận, bảo vật thì đã cầm trong tay làm sao phải nhả ra chứ. Bỗng nhiên ánh mắt hắn lóe lên, thoáng nhớ tới điều gì đó. Lúc này trong cơ thể đại bằng, ở một nơi nào đó, trong không gian thần niệm, hào quang chợt lóe, đồng thời xuất hiện hai khỏa nguyên anh một vàng một đen giống nhau như đúc. Kim sắc nguyên anh nhiên bên ngoài kim quang mờ mờ, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy luôn có thanh quang nhàn nhạt lưu truyền, linh quang hộ thể dường như có thể tùy thời đổi từ màu này sang màu khác. Mà hắc sắc nguyên anh thì mặt lạnh như tiền, cả người đen như mực, mang một thân ma khí cực kỳ dày đặc. Lúc này bỗng thấy cái nguyên anh màu vàng há mồm, phun ra hơn 10 viên châu năm màu, quang hà lóe lên, cả đám liền quay quanh kim sắc nguyên anh, chuyển động không ngừng. Mà hắc nguyên anh lông mày rủ xuống, cúi đầu bấm tay, miệng lẩm nhẩm niệm chú không ngừng. Ngũ sắc viên châu chợt hóa thành một đám tròng mắt năm màu, phát sáng bừng bừng, phóng ra từng đạo tia sáng to chừng ngón tay, chiếu vào trong hắc Nguyên Anh. Kim sắc Nguyên Anh thấy tình hình này, hai mắt tỏa sáng, một cái tay nhỏ bé mũm mĩm chảo vào không khí một cái. Phốc một tiếng, một cục vàng dòng khối kim trúc vuông vắn rực rỡ hiện ra. Kim sắc Nguyên Anh chỉ vào khối kim trúc một cái, lập tức đùng một tiếng mãnh liệt, hồ quang chớp chớp, vô số sợi điện hồ ào ào quấn quanh khối kim trúc khiến nó nhanh chóng vỡ vụn. Trong chớp mắt, một chiếc hộp gỗ trắng, bên ngoài khắc khảm đủ loại ký hiệu màu vàng màu bạc hiện ra đúng là trấn ma tỏa bị hàn lập cất chứa bảo vật này hắn đã cẩn thận phong ấn đến giờ cũng chưa thấy có vấn đề gì phát sinh vừa thấy trấn ma tỏa hiện ra thân hình hắc sắc nguyên anh rung rung thoát cái biến thành một đạo ảo ảnh nhàn nhạt lướt một cái rồi xuyên vào trong hộp gỗ ngay sau đó trên bầu trời một thảo nguyên xanh biếc hư ảnh hàn lập nhẹ nhàng hiện ra quả nhiên vẫn là nơi này lam mang trong mắt chợt lóe liếc nhìn xung quanh một lát, lẩm nhẩm một câu. Như thế nào, tiểu tử ngươi vẫn nghĩ lời lão nói lần trước là giả bộ à? Nếu như tiểu tử ngươi có đủ năng lực bài trừ đi vài đạo cấm chế cuối cùng, lão sẵn sàng nguyện ý có thêm một hảo hữu. Vừa dứt lời, không gian gần đấy lóe lên, trên thảo nguyên bỗng dư thêm một lão già mặc trường bào xanh thấm, nhìn Hàn Lập cười mỉm, nói: "Nếu như đạo thần niệm của đạo hữu có khả năng vĩnh tồn trong đây được, tại hạ đối với bộ dáng thứ chân chính ở bên trong trấn ma tỏa cũng thấy rất có hứng thú, Hàn Lập thấy lão giả hiện thân cũng không thấy kỳ quái, thản nhiên nói lại một câu. Ngay cả lão cũng bị vây nhiều năm như vậy, một chút thần niệm này của tiểu tử ngươi, tiến vào trong đó tất nhiên chỉ đi vào mà khỏi đi ra. Tốt lắm, hôm nay chắc là ngươi đã nghĩ thông việc hợp tác cùng lão phu. Sa kỳ cung cười hắc hắc, xoa xoa hai bàn tay, tít mắt hỏi thẳng vào ý chính. Tại hạ với hỗn độn khí quả thực rất là ham muốn. Thế nhưng hàn mỗ hôm nay tới gặp đạo hiếu, vốn chỉ là tới thăm một chút, tiện thể hỏi thêm một chuyện hàn lập lắc đầu nói ngoại trừ chuyện kia của hai chúng ta lão không muốn cùng chú nói chuyện khác lão già nghe hàn lập nói thế thất vọng vô cùng vẻ mặt thoáng trầm xuống nói a chẳng lẽ ngay cả chuyện tình của huyết quang tiền bối cũng không muốn nghe hay sao hàn lập cười khẽ nói sao kia huyết quang ngươi nói vậy là có ý gì chẳng lẽ ngươi nhìn thấy tạc tử này lão già bỗng ngơ ngẩn rồi khuôn mặt hiện lên vẻ tàn độc chân chính thì hàn mỗ chưa gặp qua nhưng có một khối hóa thân của huyết quang thánh tổ đang theo đuổi tại hạ không buông. Cái này hóa thân thần thông không nhỏ, hàn mỗ tự nghĩ không phải đối thủ, cho nên muốn từ tiền bối lãnh giáo chút kinh nghiệm ứng phó với tình huống này. Hàn lập mặt không đổi sắc nói, nguyên lai chỉ là một khối hóa thân, ta lại tưởng thế nào, nhưng làm sao lão phu lại phải chỉ cho ngươi. Sa kỳ cung có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cười lạnh một tiếng. Tiền bối đương nhiên có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng vãn bối vì giữ mạng, rất có khả năng sẽ nghĩ tới chấn ma tỏa, Huyết Quang Thánh Tổ hóa thân tự tìm tới cửa, 89 phần 10 là do nó mà tới. Nếu bảo vật không có trên người tại hạ, rắc rối này có đến thì cũng có thể đi. Hàn Lập hai mắt híp lại, thong dong trả lời, ngươi dám uy hiếp lão phu, cũng đừng quên, Chấn Ma Tỏa là ngươi từ trên thân ba gã thuộc hạ của Huyết Quang cướp lấy. Huống hồ, người cho rằng tiểu tử kia có thể bỏ qua một gã dị tộc như nhà ngươi sao? Cho dù đem Chấn Ma Tỏa giao ra, cũng tuyệt không có cách nào giữ lại mạng nhỏ đâu sa kỳ cung bỗng trở nên giận dữ có thể thành công hay không thử phát biết ngay thôi đương nhiên nếu là tiền bối chỉ điểm một hai vãn bối tự nhiên không phải làm việc ấy tiền bối cùng vị huyết quang thánh tổ này ân oán như thế chắc hẳn so với tại hạ thì lại càng không muốn rơi vào trong tay đối phương một lần nữa chứ hàn lập tựa cười mà không cười trả lời thấy hàn lập không chút nào để ý sa kỳ cung sắc mặt cực kỳ khó coi ánh mắt chấp chấp nhưng không biết nói lại thế nào hàn lập khoanh tay đứng giữa không trung cũng không có ý thúc giục. Sau một lúc lâu, lão già nhìn suy tính kỹ càng xong, liếc mắt một cái, hừ lạnh mở miệng nói. Hừ, người sao biết lão phu có biện pháp đối phó khối hóa thân của huyết quang. Lão phu cùng huyết quang nhiều năm chưa gặp, ngay cả có chút hiểu biết thủ đoạn của nó ngày trước, nhưng hiện tại thì cũng không biết được. Có lẽ bản thân huyết quang thánh tổ, thần thông có thể sẽ biến hóa một chút, nhưng ở đây chỉ là một khối hóa thân mà thôi. Vãn bối cũng không ngại hóa thân này lắm, nhưng chính là rất sợ hãi hai kiện trí bảo trong tay hắn. Chỉ cần có thể nói cho tại hạ phương pháp đối phó hai kiện bảo vật này, tại hạ tự cho rằng còn có thể chiến cùng đối phương một lần. Hàn lập nghe vậy, khóe miệng nở nụ cười hỏi, hai kiện bảo vật, chẳng lẽ là từ ngôn đỉnh cùng thải quang tháp, hai kiện huyền thiên tàn bảo. Mắt xa kỳ cung giật giật, hỏi lại một câu, tử, tử, ngôn đỉnh, thải quang tháp, đúng vậy, đích thực là một chiếc đỉnh nhỏ màu tím cùng một tòa bảo tháp bảy màu. Hai thứ này là, là Huyền Thiên Tàn Bảo sao? Sắc mặt Hàn Lập đại biến, tuy rằng hắn đã có chút đoán trước, nhưng khi nghe lão giả nói như thế, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Xem ra thực sự là hai kiện bảo vật này, tốt, tốt lắm, lão phu đích thực có biện pháp đối phó hai thứ này, thậm chí vận may không tồi, người không chừng còn có thể đem một thứ trong đó bất ngờ cướp được. Sa Kỳ cung vẻ mặt hiện ra vẻ kỳ quái nói, "Chương 1927, đối sách, có thể cướp về tay, lời này là thật sao?" Nếu ta nhớ không nhầm thì hai bảo vật này hình như đã được huyết quang tháng tổ tế luyện thành nhất thể rồi, làm sao có thể cướp lấy được chứ? Lúc đầu, Hàn Lập rất kinh ngạc nhưng sau thoáng trầm ngâm, lại xuất hiện vẻ mặt không tin tưởng. Hình như ta chưa nói cho đạo hữu biết, một trong hai trí bảo kia, tử ngôn đỉnh vốn là vật của lão phu. Lão giả mân mê tròm dâu, thâm ý nói một câu sâu sắc. Hả, có chuyện này sao? Hàn Lập thất thanh nói. Hừ, khi lão phu bị huyết quang ám toán, buộc phải đem nguyên thần trốn vào trong chấn ma tỏa này, mới giấu giếm được tên giặc kia. Nhưng thân xác với tử ngôn đỉnh đều rơi vào tay tên tiểu nhân kia. Tất nhiên là hắn đã tiêu phí hơn trăm năm luyện hóa thần niệm trong đỉnh của ta. Sau đó, tế luyện lại lần nữa để dùng. Nhưng kỳ thật lúc trước, thần niệm lão phu lưu lại trong đỉnh chia ra làm hai phần, một minh một ám. Chỉ cần tên giặc này chưa phát hiện ra thần niệm thứ hai kia, tự nhiên có cơ hội giúp đạo hữu đoạt lại bảo vật này. Lão giả mân mê tròm dâu, lộ ra vẻ âm trầm nói tiền bối đã có con bài úp này thì rất có khả năng thành công nhưng không biết thần niệm lưu lại trong bảo vật mạnh mẽ ra sao tiền bối có mấy phần nắm chắc hàn lập nghe xong tâm tư chấn động nhưng vẫn cẩn thận dò hỏi luồng thần niệm kia đã được đặc biệt luyện chế ra chuyên dùng để đối phó sự tình như thế này chỉ cần chưa bị huyết quang phát hiện đại khái có hơn năm thành có thể khiến bảo vật này thoát ly sự khống chế của hắn mặt khác theo lão phu tính toán kể cả nếu không đoạt được bảo vật này thì cũng có thể uy năng của bảo vật giảm đi không thể tạo thành uy hiếp cho hàn đạo hiếu sa kỳ cung nói một cách tự tin kỳ lạ nắm chắc một nửa điều này cũng đủ để thử mạo hiểm một phen nếu tử ngôn đỉnh không cần bận tâm không biết tiền bối có phương pháp đối phó thải quang tháp không so sánh với tử ngôn đỉnh bảo vật này có thần thông bắt hút sinh linh càng thêm nghịch thiên và khó giải quyết hàn lập gật gù rồi bỗng nhiên hỏi Mặc dù thải quang tháp không phải đồ vật của lão phu nhưng cũng là một kiện huyền thiên tàn bảo nổi danh ở thánh giới. Cũng không biết lúc trước làm sao mà tên tiểu nhân huyết quang có được. Ta đã vài lần thấy bảo vật này, quả thực là có uy năng kinh người, cho dù chính ta đối mặt cũng không nắm chắc có thể phá giải. Khuôn mặt xa kỳ cung thoáng trầm ngâm, nghiêm nghị nói. Nói như vậy tức là bảo vật này căn bản là không thể đối phó. Trong lòng hàn lập trầm xuống, chậm rãi nói, tuy không thể loại bỏ thải quang tháp, nhưng nếu chỉ giúp ngươi kéo dài chút thời gian thì không phải là không có biện pháp chỉ cần ngươi có thể nhân cơ hội này thu phục lại từ ngôn đỉnh lại dùng chính đỉnh này đối phó với tháp kia đồng dạng là huyền thiên tàn bảo chắc hẳn đủ để tự bảo vệ mình ánh mắt lão giả chợt lóe nói có biện pháp để ngăn cản một phần vậy là đủ rồi mong rằng tiền bối chỉ giáo phương pháp sau khi cân nhắc một lát hàn lập chắp tay tươi cười nói hắc hắc chỉ giáo thì lão phu không dám đạo hữu thực sự cho rằng lão phu sẽ đem bí mật dẫn động thần niệm cùng thủ đoạn đối phó thải quang tháp nói ra chăng lão giả quay ngoắt đi không khách khí khinh khỉnh nói ồ vậy tiền bối có tính toán gì sắc mặt hàn lập không đổi tựa như đã đoán ra trước rất đơn giản trước hết hãy đáp ứng đề nghị trao đổi của lão phu rồi ta sẽ nói ra chi tiết toàn bộ bí thuật cùng phương pháp sa kỳ cung nói không chút do dự hàn lập nghe vậy hai mắt nhíu lại một lúc sau mới nhàn nhạt nói một câu nếu đã như thế tiền bối thử nói ra điều kiện đi lần trước vãn bối đang vội nên còn chưa nghe kỹ được yên tâm đi lão phu không phải loại người lòng tham không đáy điều kiện của ta cũng sẽ có lợi lớn cho ngươi sắc mặt xa kỳ cung trở nên vui mừng chậm rãi nói vậy vãn bối xin chăm chú lắng nghe trong lòng hàn lập cười lạnh tất nhiên sẽ không cho rằng lời nói của đối phương là thật nhưng vẻ mặt không thay đổi điều kiện thứ nhất chính là sau khi hàn đạo hữu thoát vây lập tức đi đến nơi hoàng tuyền địa hỏa gần đây, dùng thiên địa âm hỏa hút đi một ít hỗn độn nghị khí trong chấn ma tỏa. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho người phương pháp hấp thụ còn lại, nhưng mà phải chia cho ta một phần ba hỗn độn nghị khí lấy ra. Sa kỳ cung nghiêm nghị nói, hiện giờ tiền bối đang bị vây trong này, làm sao có thể hấp thu hỗn độn nghị khí được? Vẻ mặt hàn lập khẽ động, thắc mắc hỏi, đạo hữu không cần quan tâm đến điều này, tuy ta bị chấn áp trong chấn ma tỏa nhưng tự nhiên có cách làm được việc này đạo hữu chỉ cần trả lời có đồng ý hay không thôi lão giả nhướng mày lên nói tiền bối chỉ muốn một phần ba số lượng quả thật có thể chấp nhận được hàn mỗ đáp ứng điều kiện này sắc mặt hàn lập trở nên âm trầm khó đoán trong chốc lát cuối cùng gật đầu đáp ứng nếu điều kiện này đã đáp ứng điều kiện thứ hai lại càng đơn giản cũng là sự tình chưa thể nói trước lão phu thấy người dường như cơ duyên cùng thần thông cũng không nhỏ nói không chừng về sau cũng có ngày tiến giai đại thừa cho nên lão phu muốn một lời hứa mà thôi nếu thật sự có một ngày ngươi có thể đạt tới thì giúp lão phu giết chết tên tiểu nhân huyết quang lão giả cười nhẹ nhàng bâng cua nói ra một câu khiến cơ mặt hàn lập run rẩy chả nhẽ tiền bối nói đùa vãn bối làm sao có thể chém giết tồn tại cấp đại thừa cho dù thực sự có ngày đó quá nửa là huyết quang thánh tổ đã về trong ma giới các ngươi vãn bối làm sao dám vượt giới mà đi hàn lập lắc đầu một mực từ chối đạo hữu không cần vội cự tuyệt điều kiện này Lão phu cũng không miễn cưỡng bắt buộc Đạo Hữu phải làm, cũng không yêu cầu Đạo Hữu chủ động đi thánh giới, lão phu chỉ cần một hy vọng mà thôi. Nếu như Đạo Hữu căn bản không thể làm được việc này, điều kiện này tự nhiên sẽ được bỏ qua. Ánh mắt Sa Kỳ Cung trầm xuống, cười khổ một tiếng. Nếu là như vậy, thật sự ta có thể hứa, tại hạ lấy tâm ma thề, nếu sau này Hàn Mỗ đạo pháp đại thành, thật sự có thể dễ dàng đánh chết huyết quang thánh tổ, ta chắc chắn sẽ trợ giúp Đạo Hữu. Sắc mặt Hàn Lập biến đổi một lúc, sau đó mới chậm rãi đáp ứng, đồng thời nghiêm nghị dùng tâm ma thể thốt. Ở cảnh giới này, lấy tâm ma thể thốt này nó có lực ước thúc mạnh mẽ đối với tồn tại cao dai. Dù sao bọn họ không muốn có một ngày khi đang đánh sâu vào bình cảnh thì bị tâm ma phản vệ mà thất bại trong gang tắc. Lão giả thấy vậy lộ ra vẻ vừa lòng, nhưng thần sắc ngưng trọng, cẩn thận nói. Lão Phu nói trước cho người phương pháp đối phó thải quang tháp cùng bí pháp dẫn động thần niệm. Nhưng cách hấp thụ hỗn độn khí thì khi đạo hữu đến hoàng tuyền địa hỏa, lão phu mới có thể đem phương pháp nói ra phương pháp luyện hóa hỗn độn nhị khí. Những điều này, hàn đạo hữu không có ý kiến gì chứ. Sao, luyện hóa hỗn độn nhị khí có điểm gì đặc biệt ư? Nghe vậy, hàn lập dùng mình, hỏi, phương pháp luyện hóa bình thường làm sao có thể hữu hiệu đối với linh vật cấp bậc như hỗn độn nhị khí trong chấn ma tỏa. Không phải lão phu khoe khoang, dù là ở thánh giới, trong số các vị thánh tổ cũng không có quá ba ngổ biết thuật luyện hóa khí này. Sa kỳ cung lắc đầu, ngạo nghễ nói, Ngờ vậy, Hàn Lập trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng có chút bất đắc dĩ gật đầu. Vậy thì làm theo lời Tiền Bối đi, Hóa Thân Huyết Quang Thánh Tổ cách ta không quá xa, đợi đến lúc đuổi được lão đi rồi, lập tức mang Tiền Bối đến chỗ Hoàng Tuyền Địa Hỏa. Hắc hắc, Hàn Đạo Hữu lựa chọn như vậy là hành động tuyệt đối sáng suốt. Nơi này ta có một khối ngọc giản, sẽ ngay tức thời phục chế bí thuật cùng phương pháp vào trong đó. Vật này không thể đưa ra khỏi trấn Ma Tỏa, Đạo Hữu hãy học thuộc ngay tại đây đi. Sa Kỳ cung mỉm cười, tay áo run lên, một khối ngọc giản đen nhánh bay vào tới. Đa tạ tiền bối ban cho, Hàn Lập cũng không khách khí, một tay vung lên thu ngọc giản trống rỗng vào rồi đặt lên trên chán, thần sắc nghiêm nghị không nói gì. Lão giả vẫn thản nhiên đứng im ở chỗ cũ, chỉ sau thời gian một chén trà, sắc mặt Hàn Lập trầm ngâm khó đoán, thở dài một cái lấy ngọc giản trên chán xuống. Sau đó, dùng chút lực năm ngón tay, tức khắc ánh sáng lóe lên rồi tán loạn biến mất. Vãn bối đã ghi nhớ kỹ càng bí thuật cùng phương pháp, thì ra để đối phó thải quang tháp cần không gian bảo vật cung cấp với nó. Nhưng loại bảo vật này cũng không có nhiều, mặc dù trong tay vãn bối có vài bảo vật kiếm được từ người khác nhưng không biết đẳng cấp có đáp ứng không. Phù triện cùng loại có hữu hiệu tương tự hay không? Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi hỏi, thải quang tháp kia chính là huyền thiên tàn bảo, không gian bảo vật dùng để ảnh hưởng uy năng của nó, tất nhiên là uy năng càng lớn càng tốt. Tuy nhiên, nếu chỉ là để trì hoãn thời gian, bất kể bảo vật đẳng cấp cao hay thấp, chỉ cần kích cho chúng tự nổ đều có ảnh hưởng không ít đối với nó nếu phù triện có thể tác động đến sự ổn định của không gian thì cũng có hữu hiệu sa kỳ cung cười hắc hắc nói thì ra là thế cái này thì vãn bối yên tâm rồi việc này không nên chậm trễ tại hạ lập tức trở ra bên ngoài đẩy lui hóa thân của huyết quang thánh tổ rồi nói sau đúng rồi còn việc nữa khối hóa thân huyết quang thánh tổ này khác rất nhiều so với ký phụ hóa thân bình thường sau khi phụ thể không những pháp lực tăng lên nhiều mà dường như có thể phát huy hoàn toàn uy năng của hai kiện bảo vật kia, hình như thần niệm buông xuống bình thường không thể làm ra loại chuyện này. Hơn nữa, khối hóa thân này lại có thể phân ra làm ba, huyễn hóa ra hai khối phân thân khác. Tiền bối có biết đây là loại thần thông nào không? Hàn lập lại nghĩ tới gì đó, hướng lão giả hỏi. Hả, lại có chuyện này, còn huyễn hóa ra phân thân khác. Điều đó không có khả năng, thần niệm cách giới buông xuống không thể cách nào làm ra chuyện đó vẻ tươi cười trên mặt xa kỳ cung chợt tắt, lộ ra biểu tình khó mà tin được. Vãn bối cũng biết rằng có chút kỳ quái, bởi huyết quang thánh tổ đã có một khối hóa thân đang thống lĩnh ma tộc đại quân ở phụ cận nhưng lại buông xuống thần niệm có thần thông lợi hại như thế. Nếu các thánh tổ ma giới đều có thần thông lợi hại như thế, mấy tộc quanh đây của chúng ta chỉ sợ đã bị ma tộc các người đánh bại từ sớm. Hàn lập than nhẹ một tiếng, dường như cũng hết sức hồ nghi. Thánh tổ khác tuyệt đối không có loại công pháp này. Để lão phu cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như ta đã từng nghe nói qua về thần thông cùng loại này, nhưng đã nhiều năm lắm rồi, không thể nhớ ra ngay bây giờ. Vẻ kinh hoàng thoáng qua trên khuôn mặt xa kỳ cung, hai mắt bỗng nhiên híp lại như đường chỉ, nói. chương 1928, Phân Nguyên Trảm Thi Đại Pháp. Nghe những lời này hàn lập thầm vui vẻ, vừa rồi hắn chỉ thuận miệng mà hỏi, không quá hy vọng sẽ có được manh mối. Thật không ngờ đối phương dường như biết điều gì đó xem ra cái điều sa kỳ cung tự xưng là một trong những thánh tổ sống lâu nhất trong ma giới không phải giả hàn lập đang chăm chú chờ đợi thì sa kỳ cung lại ngửa đầu nhìn trời ánh mắt chấp động không thôi lát sau lại cúi đầu trầm ngâm thêm nữa là vẻ mặt không ngừng biến đổi đột nhiên hạ giọng thì thầm vài câu không rõ hàn lập thấy thế trong lòng khẽ động ta nhớ ra rồi đúng là thánh giới chúng ta có một loại cấm thuật truyền từ thượng cổ có thể làm được việc này bất quá nó đã thất truyền rất nhiều năm hơn nữa tu luyện vô cùng nguy hiểm hậu hoạn khôn lường. Ở thời thường cổ cũng có rất ít thánh tổ tu luyện. Hiện tại biết về sự tồn tại của cấm thuật này, ở thánh giới kể cả lão phu cũng không có bao người. Tên tiểu nhân huyết quang kia có được phương pháp tu luyện cấm thuật này từ đâu? Cuối cùng Sa Kỳ Cung trao mày mở miệng nói, cấm thuật, tiền bối có thể nói rõ thêm không? Hàn Lập có điểm kinh ngạc hỏi, cấm thuật này gọi là phân nguyên trảm thi đại pháp, nghe nói là một loại bí thuật có thể chia tách nguyên thần triệt đề. Mỗi tia thần niệm sau khi chia tách đều có thần trí độc lập, có thể thao túng sử dụng một phần pháp lực của thần niệm nhưng tính cách lại biến đổi rất cực đoan có thể nói là họa ngầm rất lớn hơn nữa khi chia tách sơ sẩy một chút sẽ tạo thành hao tổn cho nguyên thần thế nhưng bộ phận thần niệm sau chia tách không phải là hóa thân mỗi cái có thể xem như chính bản thể người thi thuật không phân biệt chủ thứ cụ thể thế nào thì ngay cả lão phu cũng không rõ có điều uy năng của phân thân dựa trên số lượng thần niệm được chia tách nhiều hay ít tuy nhiên nếu phân thân ở giới diện khác muốn hàng lâm xuống linh giới thì không thể quá lợi hại đương nhiên vẫn mạnh mẽ hơn những thần niệm hóa thân bình thường do các thánh tổ khác hàng lâm lão giả vừa cân nhắc vừa chậm rãi nói thuật này có khuyết điểm nào có thể lợi dụng không sau khi nghe xong thì sắc mặt hàn lập trầm xuống hỏi cấm thuật này tất nhiên có khuyết điểm rất lớn nhưng là về sau còn trong tranh đấu thì không có nhược điểm rõ rệt nào bộ dáng lão giả có điểm bất đắc dĩ nếu như thế cái đó chưa tính đến vậy đến lúc đó vãn bối sẽ tùy cơ hành sự nếu cần cũng đành bỏ qua hóa thân này mà thôi hàn lập gật đầu dường như không muốn hỏi kỹ thêm mà khom người hướng sang lão giả ngoài thân chấp động hắc quang liền biến thành đoàn hắc khí biến mất trong không trung nhìn chỗ hắn biến mất xa kỵ cung thu liếm vẻ mặt ban đầu thoáng cái trở nên đờ đẫn lẳng lặng đứng lơ lửng trên không trung vùng thảo nguyên ngươi xem lâu như vây chắc đã đủ rồi chứ cần gì phải ẩn nấp thêm nữa bỗng nhiên lão thản nhiên nói một câu quả nhiên vẫn không thể giấu giếm được tai mắt của Sa Huynh. Như thật ra tiểu đệ có hiện thân hay không cũng có gì khác đâu. Sau một tiếng cười lạnh thì ở khung trung gần đó vang lên thanh âm tang thương dị thường của một nam tử. Ta có thể bài trừ cấm chế để tới tầng này, tất nhiên người cũng làm được. Lần trước, khi ta này gặp mặt gã tiểu tử nhân tộc này, người cũng theo phía sau. Sắc mặt Sa Kỳ Cung trầm xuống, có vẻ bất thiện hỏi. Sa Huynh đã biết thì cần gì phí lời hỏi lại, hay là muốn vấn tội tiểu đệ chăng? Nam tử xa lạ kia sau thoáng yên lặng, sau đó cũng thản nhiên đáp trả một câu. "Hừ, nếu không phải không biết làm gì với ngươi, ngươi thực sự nghĩ rằng ta bỏ qua thế sao?" Sa Kỳ cung thoáng lớn tiếng, "Sa huynh chính là người tâm ngoan thủ lạt nhất trong mấy người chúng ta. Lúc trước, nếu huyết quang không ra tay ám hại thì chắc Sa huynh cũng sẽ động thủ đối phó chúng ta." Thanh âm của nam tử xa lạ trở nên băng lãnh, "Ngươi cần gì phải làm ra vẻ người tốt? Lúc trước, trong lòng tất cả mọi người đều mang ý xấu." Thôi, việc trước kia thì không nhắc nữa, hiện tại tiểu tử nhân tộc kia chính là cơ hội thoát khốn duy nhất của Lão Phu. Nếu ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta, đừng trách Lão Phu trở mặt vô tình. Trong mắt Sa Kỳ Cung lóe lên tia hàn lãnh gần giọng Được rồi, chỉ cần chia cho ta một nửa phần hỗn độn nhị khí lấy được từ trong tay tiểu tử nhân tộc nọ. Ta đương nhiên không phá hư chuyện tốt này mà sau khi thoát vây còn trợ giúp người đối phó huyết quang. Nam tử xa lạ không chút khách khí đưa ra điều kiện. Xem ra, nếu lão phu không đáp ứng điều kiện này thì ngươi chắc chắn không bỏ qua chia cho ngươi nửa phần hỗn độn nhị khí tất nhiên không được ta có thể chia cho ngươi một phần tư đồng ý hay không thì tùy ngươi ánh mắt xa kỳ cung chấp động vài cái rồi cực kỳ bình tĩnh nói một phần tư hắc hắc từng đó cũng đủ để ta tự bảo vệ mình cũng như thoát phây được ta đã đáp ứng nam tử xa lạ không chút do so dự liền đáp ứng ừm nếu như vậy chờ sau khi chúng ta ra ngoài sẽ luyện hóa chấn ma tỏa này sau khi hồi phục tu vi như xưa thì lần nữa tìm huyết quang báo thù xưa. Hiện tại, hắn cũng đang đi con đường sảng khoái cố của như chúng ta năm đó, hiện giờ chính là thời điểm hắn yếu nhược nhất. Thân sắc xa kỳ cung hạ xuống, nói, không ổn, điều này thực sự kỳ quái, không phải huyết quang chưa tự trải nghiệm nguy hiểm của thuật này. Không hiểu sao hắn vẫn dám tu luyện, không sợ sẽ dẫm vào vết xe đổ ngày xưa sao. Nam tử xa lạ dường như rất nghi hoặc, hư, ai mà biết huyết quang có chủ ý thế nào có lẽ hắn đã tìm được phương pháp tránh được nguy hiểm của thuật này. Hoặc là bắt buộc phải tu luyện tiếp, nhưng bất kể nguyên nhân nào thì hiện tu vi tuyệt đối hắn đang giảm. Chính là cơ hội cho chúng ta báo cừu, trong mắt xa kỳ cung hiện tia độc ác, trả lời. Phương pháp thứ nhất không có bao nhiêu khả năng, nguyên nhân thực sự thì chờ khi chúng ta thấy chân thân huyết quang tự nhiên liền rõ ràng. Thanh âm của nam tử xa lạ cũng trở nên âm trầm, hiển nhiên cũng thống hận dị thường đối với huyết quang thánh tổ. Khi huyết quang gặp lại hai người chúng ta, nhất định sẽ rất thú vị đây nhưng chúng ta muốn thấy được cảnh đó thì trước tiên còn cần hàn tiểu tử qua cửa này đã nhớ đâu hắn không thể chạy thoát khỏi sự đuổi giết hóa thân huyết quang chấn ma tỏa sẽ lại rơi vào tay huyết quang ta và ngươi trốn ở bên trong tuy không có bao nhiêu nguy hiểm nhưng muốn thoát thân chỉ là vọng tường vẻ mặt sa kỳ cung có điểm ngưng trọng nói không phải sa huynh đã đem phương pháp ứng phó hai kiện bảo vật kia nói ra rồi sao không có kiện bảo vật này tiểu tử kia hẳn có thể tự bảo vệ mình Nam tử xa lạ chậm rãi nói, chúng ta chỉ gặp một khối hóa thân thần niệm của tiểu tử này, không thể phán đoán chính xác tu vi của hắn tới sâu. Nhưng nếu đã cướp được chấn ma tỏa từ tây thủ hạ huyết quang thì thần thông thật không kém xa kỳ cung nhíu nhíu mày nói. Hắc hắc, hy vọng là như thế, nam tử xa lạ không phản bác, xa kỳ cung cười khổ một tiếng rồi lâm vào trầm lặng. Bên ngoài chấn ma tỏa, ở không gian thần bí trong cơ thể con chim bằng khổng lồ, nguyên anh kim sắc của Hàn Lập vẫn đang xếp bằng ngồi im bất động bỗng nhiên hộp gỗ trước người chợt lóe hắc khí từ trong bay vọt ra một luồng hư ảnh nhàn nhạt, nhạt, sau một sia chớp động liền biến ảo thành khuôn mặt của hắc nguyên anh mà anh này nhìn về hàn lập thì cười cười chớp động một cái liền nhập vào giữa thân hình nguyên anh kim sắc trong nháy mắt hai nguyên anh hợp lại làm một thân hình kim sắc nguyên anh run lên hai tay vội vàng bấm quyết trên mặt thoáng hiện vẻ bất ổn nhưng lập tức khôi phục thần sắc như thường thì ra là thế chuyến đi này cũng không trắng tay cuối cùng đã có được phương pháp ứng phó hai kiện bảo vật kia tuy chưa biết là thật giả nhưng tạm thời thử đành thử một lần. Nếu là vô dụng thì đành vứt bỏ chấn ma tỏa này mà dùng phương pháp mạo hiểm khác. Kim sắc nguyên anh từ từ mở hai mắt, trong mắt trong suốt như nước, từ miệng nhỏ truyền ra tiếng thì thào. Phe mặt nó không ngừng biến hóa, cân nhắc một hồi lâu thì cuối cùng khóe miệng lộ nụ cười khẽ. Phanh một tiếng, thân hình hóa thành những điểm sáng vàng tán loạn biến mất. Hai canh giờ sau, cự bằng do hàn lập biến thành nhìn về vùng cao nguyên màu vàng minh mông xa xa trước mắt trên bề mặt nơi đó không có một ngọn cây cỏ, hoang vắng dị thường. Trong mắt cự bằng ngân sắc lóe lên tinh quang, ngẩng đầu kêu một tiếng dài, bốn cái cánh đột nhiên cùng thu lại, tỏa ra muôn vàn tia sáng thì hồi phục lại hình người. Hàn lập nhìn cao nguyên xa xa, lại quay liếc mắt về phía sau một cái, không nói gì mà vung tay áo lên. 72 thanh tiểu kiếm màu xanh tuôn ra trong nháy mắt, sau một trận mơ hồ thì biến ảo thành mấy trăm đạo kiếm quang màu xanh, không ngừng quay tròn chuyển động xung quanh hắn một tay hàn lập bấm quyết niệm chú ngoài thân chợt hiện một tầng sáng xanh mờ ảo tất cả kiếm quang chợt lóe lên rồi đột nhiên nhập vào không gian xung quanh không còn bóng dáng chương 1929, dẫn niệm đích giả trước khi đọc chương này mời đọc giả xem lại phần cuối của chương trước vì lẽ chương trước dịch giả của tàng thư viện đã dịch thiếu một đoạn ngắn nữa cho nên mọi người nên đọc lại phần cuối của chương trước một chút để hiểu rõ hơn về những thủ đoạn mà hàn lập xuất ra để chống lại huyết quang thánh tổ đúng là khẩu huyền thiên tàn nhật Kim thân vừa tiếp lấy tàn nhận vào tay, hơi hơi nhoáng lên một cái nhất thời bộc phát ra một đoàn tử quang chói mắt, chợt lóe lên liền biến mất không thấy. Thanh tàn nhận này cũng chỉ ở trong tay kim thân thì mới có thể phát huy ra uy năng khủng bố chân chính của nó, có thể dẫn động được thiên địa pháp tác chi lực. Về phần linh khu kia, Hàn Lập lại vỗ vào chữ vật thủ chạc một cái, từ bên trong một hơi bay ra ba bốn kiện bảo vật, chợt lóe lên liền lướt tới. Các bảo vật này, mỗi kiện đều có hình dáng kỳ lạ, hoặc là ngọc bội, hoặc là phiên kỳ thậm chí còn một kiện pháp khí hình chiếc nhẫn cuối cùng hàn lập có chút do so dự lại đem một bức tranh cuốn ngưng trọng lấy ra cũng ném về phía linh khu mà vẻ mặt linh khu từ đầu đến cuối không chút thay đổi há miệng ra đem tất cả bảo vật hút hết vào trong bụng sau đó cùng với kim thân đều tự bấm quyết niệm chú thân hình ngay tại chỗ mơ hồ đi rồi tan vào trong hư không hàn lập sau khi làm xong tất cả thì thân hình quay tròn một cái từ trên người lập tức bắn ra mấy trăm khí cụ bố trí trận pháp hào quang đủ màu bay múa đầy trời thoáng cái đã bố trí ra năm sáu cái trận pháp lâm thời khác. Lúc này hắn mới ổn định lại thân hình, lần nữa vững vàng đứng thẳng một chỗ, rồi lại đem hai ống tay áo vung lên. Mấy trăm tấm phù lục theo từ cổ tay áo bay ra, chợt lé lên liền nhập vào thiên không, ẩn ẩn không thấy bóng dáng. Từ ống tay áo khác lại thoáng chốc bay ra 13 đoàn tử quang, đón gió lớn lên biến thành 13 đầu giáp trùng giữ tợn lớn vài thước, bay múa xoay quanh trên đỉnh đầu hàn lập. Cuối cùng, hắn lại lấy ra một quả bạch sắc tinh cầu lớn cỡ nắm tay, há mồn hướng về tinh cầu phun tới. Một đoàn tinh huyết hóa thành huyết vụ bay tới, cũng chợt lóe lên liền tiến nhập vào bên trong tinh cầu. Theo đó, tinh cầu lập tức chuyển sang thành mờ mờ huyết sắc tinh cầu. Hàn lập lại đem tinh cầu này hướng trước người ném đi, thân sắc ngưng trọng, miệng lẩm nhẩm niệm chú, mười ngón tay luân phiên hướng tinh cầu liên tiếp điểm chỉ không ngừng. Từng đạo pháp quyết đủ mọi màu sắc giống như thủy chiều hướng tinh cầu tuôn vào, khiến toàn thân nó tản ra linh quang yêu dị. Huyết quang trong tinh cầu biến hóa chớp động, cuối cùng ngưng kết thành một cái huyết sắc phủ văn vô danh. sau đó hàn lập thở dài một hơi, đem tay áo vung lên hướng tinh cầu chụp tới. thanh sắc quang mang minh mông hiện lên, tinh cầu thoáng cái đã bị thu lại. làm xong hết thảy những thứ này, hàn lập lại thoáng hơi trầm ngâm, bỗng nhiên vươn một tay hướng về phía hoa văn minh ẩn trên tay còn lại vuốt ve một chút, khi thấy không có chút phản ứng nào lại không khỏi cười khổ một tiếng. sau đó hắn không chần chờ nữa, nghỉnh đầu thét dài một tiếng ngoài thân kim quang đại thịnh rồi hóa thành một đầu kim mao cự viên cao hơn trăm trượng đem tiếng huyết dài thu lại cự viên liền khoanh tay đứng ở trung tâm kiếm trận lạnh lùng nhìn về phía chân trời xa xa không làm bất cứ hành động gì khác nữa tốt lắm người rốt cục hiểu rõ bổn tọa bất quá một lát công phu sau chỗ chân trời mà cự viên đang nhìn lại chợt truyền đến một tiếng gầm lớn huyết quang chợt lóe một cái tiểu thuyền hiện ra nhoáng lên một cái liền hóa thành một đoàn huyết ti bắn tới sau vài lần hô hấp huyết quang chợt tắt huyết ti thoáng cái xuất hiện tại không gian phụ cận hàn lập đang đứng không xa lần nữa chuyển thành hình dáng tiểu thuyền như trước trên thuyền có ba gã thiếu niên bộ dáng bình thường thần sắc khác nhau quét tới đây tên thiếu niên cầm đầu vẻ mặt cười lạnh tựa hồ mang theo một tia châm chọc còn hai gã thiếu niên phía sau mặt lại không chút thay đổi nào ánh mắt sắc lạnh giống như đao mang vậy hư nhân tộc tiểu tử thực sự là ngươi chạy rất nhanh a à. bất quá hiện tại dừng lại hay là tính tranh đấu một phen phải không Chẳng lẽ người nghĩ rằng bằng vào một tòa kiếm trận cùng với vài tòa pháp trận lâm thời thì có thể bảo trụ tiểu mệnh sao? Thiếu niên cầm đầu ngáp một cái, nói, được hay không phải thử một chút mới biết được, các hạ hẳn không muốn ta sẽ thúc thủ chịu cho chứ. Cự viên ong ong cười to, hai đại thủ hư không chào tới, nhất thời phía dưới tiểu thuyền đột nhiên xuất hiện một đạo không gian ba động, một đen một trắng hai cái đại thủ trong xuất hiện ra. Một tay phát ra vạn đạo hôi quang, một tay là toàn ngũ sắc hàn diễm lượn lờ, mười ngón xòe ra, hùng hổ áp tới. Hư, không biết tự lượng sức mình, thiếu niên cầm đầu thấy vậy, ngạo nghễ nói một câu, một tay liền bấm quyết, sau lưng hắc khí quay cuồng một trận, từ giữa hắc quang thoáng cái bắn ra hai cái xúc tu màu xám trực tiếp đâm thẳng tới hai bàn tay khổng lồ. Hai cái xúc tu này cũng không biết là đồ vật gì mà bộ dáng có chút giống như thiết thương vậy, chỉ trong nháy mắt liền đánh chúng lên đại thủ, hai cái đại thủ lập tức giống như khí cầu mà bạo liệt nổ tung ra, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu thất giữa hư không bất quá hai đại thủ ẩn chứa nguyên từ thần quang cùng ngũ sắc hàn diễm đều là hai đại thần thông của hàn lập ngược lại tăng vọt lên cuồn cuộn cuốn tới hào quang chợt lóe một cái xúc tu liền biến thành một cây băng trụ trong suốt một cái khác lại bị hôi sắc quang hà bao vào trong sau một trận chấp động liền tất tắc, tắc vỡ vụn ra di nguyên từ thần quang lại là loại thần thông này thật đúng là hiếm thấy vẻ ung dung của thiếu niên cầm đầu chợt biến mất hơn phân nửa có chút ngoài ý muốn nói cự viên do hàn lập biến thành thấy cảnh này chân mày nhướng lên rồi lại giữ tợn cười một tiếng lạnh lẽ đáp các hạ thực nghĩ rằng chỉ bằng hóa thân chi khu có thể bước tại hạ chạy trối chết sao hàn mỗ chẳng qua là muốn rời xa những thủ hạ của ngươi một chút mà thôi ngươi tự tin như thế chẳng lẽ lại dựa vào hai tên đang ẩn nấp bên cạnh sao thiếu niên cầm đầu đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh nói cơ hồ cùng lúc đó hai người phía sau đột nhiên xuất thủ một tên há mồn phun ra một đoàn hắc quang chợt lóe lên liền biến thành một cái tiểu đỉnh. Mà miệng đỉnh sau khi quay tròn một cái liền phun ra một đạo hắc sắc quang trụ. Tên còn lại thì hư không một chảo ném ra một cái thất sắc tháp ảnh mơ hồ, chợt lóe lên liền kích tới. Chỗ hai người công kích chính là hai chỗ ở hai bên sườn tiểu thuyền trông như không có bóng người nào cả. Sau hai tiếng oanh oanh phát ra, hư không hai bên tiểu thuyền đồng thời xuất hiện đao động, hai đạo nhân ảnh trước một cái liền lộ ra chân thân. Một cái nhân ảnh là một pho tượng kim sắc ba đầu sáu tay, cái còn lại thì da thịt xanh biếc, mặt không chút thay đổi, đúng là phạm thánh kim thân cùng linh khu lúc đầu được Hàn Lập xuất ra dùng để ám toán đối phương. Hàn Lập thấy vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nhưng khiến cho Hàn Lập ngoài ý muốn chính là tên thiếu niên cầm đầu vừa thấy kim thân ba đầu sáu tay, vẻ mặt có chút cổ quái. Chân ma pháp tướng, hắc hắc, khá lắm. Một tên nhân tộc tu sĩ vậy mà đem chân ma công tu luyện được đến trình độ này, lại còn trực tiếp cô động ra kim thân, nếu những lão già kia mà biết được cũng không biết sắc mặt sẽ thú vị tới loại nào. Ánh mắt thiếu niên cầm đầu chấp động, nói, trong giọng nói có pha chút tự diễu, lại có chút ý tứ châm chọc. Hàn lập nghe vậy nhưng thật ra không có lộ ra vẻ mặt quá mức kinh ngạc. Dù sao Phạm Thánh chân Ma Công tuy rằng đã được hắn cải biến không ít nhưng dù sao hình thái của Phạm Thánh Pháp tướng thật sự có chút đặc thù, chỉ sợ bất luận một người nào đó có chút hiểu biết về Ma Công đều có thể liếc mắt một cái mà nhìn ra nguồn gốc của nó. Đương nhiên, trong nhân tộc, đem ma công tu luyện đến trình độ như hắn hiện nay thì cũng tuyệt không có mấy người, mà dưới tình huống bình thường thì Hàn Lập cũng ít khi vận dụng tới kim thân này. Hiện tại phải đối đầu với huyết quang thánh tổ hóa thân này, hắn tự nhiên không có khả năng lưu lại thủ đoạn gì đó, cho nên biến thân cử viên cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc gì, ngược lại còn có chút ngẫu nhiên nhìn về phía tên phun ra tử ngôn đỉnh một cái, trong lòng bắt đầu âm thâm lầm bẩm niệm chú. Đồng thời, một cánh tay đầy lông lại vô thanh vô tức hiện ra chiếc tinh cầu ngưng tụ thành huyết sắc phù văn kia. Theo bí thuật thúc dục tinh cầu, phù văn trong tinh cầu đột nhiên hốt minh hốt ám chấp động một hồi, giống như vật sống vậy. Thiếu niên cầm đầu thấy thần sắc hàn lập không chút biến đổi như vậy, ánh mắt dừng lại trên kim thân cùng linh khu phân biệt ngưng tụ lại, tựa như cân nhắc tới sự tình gì đó, nhưng ngay sau đó hắn lập tức đã nhận ra điều gì đó mà sắc mặt đột nhiên đại biến hét lớn một tiếng. Dám can đảm ở trước mặt bổn tọa động tay động chân, đi tìm chết đi vừa dứt lời, hắc quang sau lưng hắn chấp động một hồi, đột nhiên hiện ra một cái ma ảnh đầu mọc sừng cao lớn, thân hình trải ra hơi 10 cái xúc tu thật lớn. Ma ảnh này nhìn như mơ hồ không rõ nhưng vừa hiện thân liền đem hơn 10 cái xúc tu thoáng vung lên, âm thanh đi đùng phá không lập tức nổi lên. Hơn 10 cố kình phong trắng xóa cuốn tới, số xúc tu này không biết làm như thế nào mà thoáng cái đã xuyên qua khoảng cách mấy trăm trượng, xuất hiện cách hàn lập gần trong gang tắc, như chớp giật mà đánh xuống. Hừ, hiện tại mới phát hiện ra sao, đã muộn rồi. Cự viên hừ lạnh một tiếng, chú ngữ trong lòng thoáng dừng lại, năm ngón tay giữ tinh cầu đột nhiên dùng lực một chút, một đoàn hào quang trói mắt bạo liệt ra. Huyết sắc phù văn chấp động một cái rồi nhập vào trong lòng bàn tay hắn không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, phía trước người Hàn Lập đột nhiên xuất hiện một mảnh kiếm mạc, đột nhiên biến ảo thành hơn 10 đóa thanh sắc liên hoa, mỗi một đóa liên hoa đều lớn chừng 10 thước, cánh sen hàn quang lòe lòe, có vẻ như sắc bén vô cùng vừa lúc những xúc tu kia tiến vào trong tầng kiếm mạc đó. Số thanh liên vừa mới hiện ra chỉ chuyển động quay tròn tại chỗ, nhất thời vô số kiếm khí từ giữa đan vào nhau chạm tới, đám xúc tu trong nháy mắt liền bị cắt thành vô số đoạn nhỏ. Thiếu niên cầm đầu đột nhiên cười lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay biến đổi, ngay lúc đang muốn thúc giục thần thông gì đó thì đột nhiên từ phía sau truyền ra một tiếng thét kinh hãi, một trận quái âm chói tai đột nhiên bạo phát ra. Hắn chấn kinh mà quay đầu nhìn lại, kết quả là chỉ thấy tử ngôn đỉnh đột nhiên run rẩy dữ đội, phát ra một tiếng quái minh nữa rồi từ trong năm ngón tay của một hóa thân khác bay thẳng lên trời. Mà tên hóa thân khống chế tử ngôn đỉnh kia trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhưng phản ứng cũng không chậm, cánh tay khẽ động nhất thời hư không chảo tới. Nhất thời một cái chảo ảnh thật lớn thoáng cái hiện ra, đem khoảng hư không tầm một mẫu tất cả phủ lại. Xem ra tử ngôn đỉnh khó có thể thoát khỏi được, cầm đầu thiếu niên thấy vậy trong lòng lúc này mới hơi buông lỏng một chút nhưng tâm niệm khẽ động, còn chưa hiểu rõ ngọn nguồn của việc này thì cự viên trong kiếm trận đột nhiên hai tay nện mạnh lên ngực một cái, há mồn phát ra một tiếng giống to. Tiếng giống này giống như phích lịch kình thiên vậy. Không tốt, thiếu niên cầm đầu vừa nghe tiếng giống này thân hình không tự chủ được mà hơi nhoáng lên một cái, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt kêu lên. Cánh tay của tên hóa thân đang chào tới tử ngôn đỉnh kia không tự chủ được đồng dạng rung lên một cái, chào ảnh khổng lồ bao phủ tử ngôn đỉnh đột nhiên thoáng cái tán loạn biến mất. Tử ngôn đỉnh nhất thời ngân dài rồi hóa thành một đạo tử quang bay ra xa hơn 10 trượng, lại chấp động một cái liền phi độn thoát đi. Ngăn nó lại, tên cầm đầu bất chấp phong phạm trước hàn lập, vội vàng kinh sợ hét lớn một tiếng. Phía sau, gã thiếu niên cầm thất sắc tiểu tháp trong tay đuôi lông mày khẽ động, đem tiểu tháp trong tay ném ra. chương 1930, biển máu, thất sắc sáng mờ bất chợt lóe lên, tiểu tháp trong chốc lát liền bị tên này tế lên tận trời cao, đem một cỗ lực lượng thần bí bộc phát ra, vô thanh vô tức hướng thẳng tới tiểu đỉnh mà chụp tới. Nhưng cơ hồ cùng lúc thiếu niên ra tay, đồng dạng linh khu vốn đang đờ đẫn đứng im, bỗng đột nhiên hé miệng, từ trong miệng phun ra một đoàn bạch quang, bên trong ẩn ẩn mơ hồ nhìn thấy hình dạng một chiếc nhẫn dạng pháp khí nào đó, cùng lúc ngón tay nhanh chóng điểm tới một cái. Phanh một tiếng, chiếc nhẫn nơi tay bị điểm đến một cái, nhưng trong nháy mắt bạo liệt nổ ra, nhất thời nhộn nhạo thả ra một cỗ không gian lực mỏng manh. Tiểu tháp thả ra thần thông, bị một luồng lực lượng này ảnh hưởng tới, không thể tự chủ được cuộc diện, không gian lực lướt sát qua bên cạnh tử ngôn đỉnh chạm một cái liền bay qua. Mà tiểu đỉnh lại phát lên một tiếng kêu trầm thấp, liền hóa thành một đạo tử quang độn ra xa khỏi trăm trượng. Nguyên lai hóa thân của huyết quang thánh tổ đang kiềm giữ bảo vật này, thấy vậy, hai tay khẩn trương vung lên một cái, lập tức hóa thành một đạo huyết quang truy đuổi tới. Ngươi dám đối với trí bảo của ta động tay, động chân bổn tọa mà không đem ngươi trừ hồn luyện phách, thì thật là uổng danh ta là thánh tổ thánh giới. Tên cầm đầu thiếu niên sau khi khôi phục lại bình thường, lại thấy rõ ràng cảnh này, tức giận đến mặt mũi xanh mét nói ra. Hắn lại cũng không tiếp tục để ý đến tên thiếu niên kia có truy hồi lại bảo vật được hay không, hai tay bắt đầu nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, mà ảnh phía sau lưng lập tức dương cao đầu phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa, sau đó lại cúi đầu há mồm phun ra một cái. Một cổ huyết thủy cuồng dũng xuất ra, huyết thủy này tinh thuần vô bỉ, sau khi trào ra một cái liền cùng nhau đem vô cùng vô tận, phụ cận hư không biến thành một cái biển máu tất cả đều bị tên thiếu niên cầm đầu thôi động xuống pháp quyết, hóa thành từng cuộn sóng khổng lồ cuốn tới một cái. Hàn lập trong lòng dùng mình, thân thể đang biến thân thành cử viên một tay bấm niệm thần chú thúc dục vài tòa pháp trận tạm thời, mấy tòa pháp trận này lập tức phát ra tiếng vù vù kích phát dựng lên. Từng tòa quang trận một đều lần lượt hiện lên mà ra, đem kiếm trận hộ chặt chẽ tại trong đó, tầng tầng quang hà cùng một mảnh xương mù nhiều màu sắc cũng một chút tràn ngập mở ra, lại đem thân thân hình cử viên đang tiến vào trong đó hoàn toàn bao phủ. Lúc này, huyết sắc tiểu thuyền đã muốn phiêu phù ở vô số máu loãng tạo thành biển máu phía trên. Trên thuyền tên cầm đầu thiếu niên nhìn thấy hàn lập bên này toàn lực phòng bị như vậy, cười lạnh một tiếng, hai tay áo đồng thời hướng hàn lập bên này run lên. Nhất thời dưới thân biển máu nổi lên một trận ba đào mãnh liệt, cuốn động xuống liền nhấc lên hóa thành hơn 10 trượng cao huyết sắc sóng to, hùng hổ hướng hàn lập mà quyển đến. Các pháp trận tạm thời chắn ở phía trước liền cùng sóng to va chạm đến cùng nhau trong nháy mắt công phu từ trong pháp trận các loại xương mù mờ xương đang tản mát ra như gặp phải một loại khắc tinh chợt lóe lên một cái tức thì bị diệt tan thậm chí ngay cả thân mình của pháp trận gặp máu loãng lao xuống cũng giống như tờ giấy bị lửa đốt hóa thành một cỗ khói nhẹ tiêu thất huyết sắc sóng to một chút sẽ tràn đến trung gian kiếm trận cũng bị tên thiếu niên cầm đầu hung tợn thúc giục xuống một cái và chạm phát ra từng tiếng nổ vang thanh sắc minh mông kiếm quang nhất thời từ trong kiếm trận chợt hiện lên răng khắp nơi nhưng bỗng hóa thành một tầng vách tường màu xanh gắt cao đem chắn sóng to ở phía trước. huyết sắc sóng to kia tuy to lớn mãnh liệt nhưng tiếp xúc với bức tường màu xanh lại bị gắt cao chắn lại. tên thiếu niên cầm đầu thấy tình hình vậy trong lòng không tránh khỏi giật mình. huyết hải này của hắn chính là dùng một loại nước kỳ độc của ma giới luyện hóa mà thành bình thường đối địch vô luận pháp bảo linh thú chỉ cần bị cuốn vào trong đó một cái lập tức hóa thành hư ảo. tuy rằng bởi vì duyên cớ là do pháp lực thần thông đại giảm nhưng là ở việc này cảm thấy đối phó dưới đại thừa tu sĩ tự nhiên mọi việc đều thuận lợi vạn vạn lần không nghĩ tới lại bị đối phương dùng kiếm trận dễ dàng đón đỡ theo từ trong kiếm trận bay ra thanh sắc kiếm quang này nhìn như bình thường nhưng bị huyết lãng đánh sâu vào cũng không có chút dấu hiệu nào bị hủy đi giống như chất kịch độc của biển máu căn bản không ảnh hưởng gì tới nó được nhưng nếu một khi thân đã là đại thừa tu sĩ thiếu niên cầm đầu tự nhiên không có khả năng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sắc mặt hắn trầm xuống sau đó một tay nhanh chóng nhất bấm pháp quyết hướng về bốn phía biển máu mà chỉ tới. Nhất thời biển máu một trận quay cuồng minh mông, nhưng lại từ giữa một chút bay ra mấy trăm cái quyền đầu to lớn do từng đoàn máu huyết ngưng tụ mà thành, nhưng lại hóa thành một con huyết tàm mang cánh, hướng thẳng dến thanh sắc thanh sắc kiếm mạc cuồng phát mà đi. Hàn lập thấy tình hình vậy, đồng tử co rụt lại đột nhiên đem kiếm trận thúc dục một cái. Tức thì phía trước người, thanh sắc kiếm mạc phát ra một tiếng thét dài, nhưng từ giữa lại bay ra một con ngũ trảo thanh long, thanh long vừa đến lại há to miệng phun ra từng đạo kiếm quang dày đặc chạm tới. Huyết tầm có cánh bị kiếm quang chạm tới phát ra một trận chi chi quái kêu sau đó bị hàn quang lóe lên chạm một cái thành hai nửa. Bất quá ngay sau đó từng trận một huyết lãng theo sau cuốn tới, rơi xuống huyết tàm chạm vào liền lập tức khôi phục như lúc ban đầu, vẫn như ong vỡ tổ đánh tới, trong chớp mắt, khi tiếp cận thanh mạc vầng sáng đều há mồm phun ra một cây cột trong suốt tơ máu. Những tơ máu giống như sợi tóc tinh tế xuyên xuống, nhưng vừa tiếp xúc kiếm mạc, thế nhưng phát ra từng tiếng lách cách, giống như ngọc châu xuống bàn vô số kiếm quang cùng tơ máu vừa tiếp xúc chẳng những không bị sắc bén kiếm khí chảm thành mảnh nhỏ ngược lại một chút trở nên dính chặt vô cùng nhưng lại thi nhau bám mọc dễ trên kiếm mạc mà vào lúc này những con huyết tằm vừa phun ra tơ máu xong lại lập tức chấn động hai cánh về phía sau kích rát bắn lui hàng trăm huyết ti vừa nhanh chóng bám xuống làm cho đại bộ phận kiếm quang một chút trở lên chậm chạm trong phút chốc thanh sắc quầng sáng lâm vào cảnh không thể tự chủ được ngừng lại, để lộ đến ra ngoài một tia khe hở. Thiếu niên cầm đầu thấy tình hình vậy, cười to một tiếng, lại đem một cột huyết sắc cự đại cột sóng, muốn nhân cơ hội có khe này xuyên thủng mà qua quầng sáng. Nhưng vào lúc này trong trung tâm của thanh sắc kiếm mạc, truyền ra một dòng ngâm cực lớn, chợt lóe vừa vặn theo khoảng cách giữa tìm tòi mà ra, cũng há miệng phun ra một đạo cột sáng kỳ thô. Huyết thủy bắt đầu cùng với cột sáng va chạm đến, cùng nhau bộc phát ra từng tiếng vang đinh tai nhức óc, nhưng hai bên nhất thời ở thế rằng co không dưới thiếu niên cầm đầu sắc mặt trầm xuống, trong miệng bỗng nhiên phát ra từng tiếng thét dài, biển máu phảng phất cùng tương hô, tương ứng với tiếng thét lại từng trận ba đảo mãnh liệt, cuồn cuồn dâng lên, một đạo kình thiên cự lãng, trực chỉ kiếm trận cuồng quyển mà tới, cũng giống như trong cơn giận dữ, muốn dùng biển máu đem kiếm trận một hơi mà nuốt hoàn toàn. Nhưng là một phần dưới thanh sắc quầng sáng, một đầu ngũ trảo thanh long từ giữa hoàn toàn phân ra, dương nhanh múa vuốt, đem vô số thanh sắc hoa sen trống giống hiện ra, Hoa Sen vừa hiện lại đem huyết lãng tất cả đỡ tới, hai người nhất thời rằng co không dưới bộ dáng thân ở sau thanh sắc quầng sáng cự viên đối với mọi việc hết thảy lại nhìn như không thấy, chính là lạnh lùng nhìn về phía khác một gã thiếu niên nâng thất sắc tiểu tháp phụ cận hư không kia một cỗ hỗn loạn không gian ba động tùy lúc sẽ tiêu thất vị này hóa thân của huyết quang thánh tổ trong tay mang huyền thiên tàn bảo không có khả năng chỉ ở một bên đứng nhìn mà không ra tay đối với cầm đầu thiếu niên cũng chỉ là tương đối hắn đối với bảo vật trong tay vị này mới là chân chính đại thêm kiêng kỵ. Mà vừa rồi mượn lư xê một kiện đê dai không gian bảo vật tự bạo, đem ảnh hưởng đến uy lực của bảo này bất quá cũng là một chuyện bất đắc dĩ, hạ sách. Tiếp theo có hay không lại có thể dùng được, thì có trời mới biết được. Cho nên chẳng những cự viên cùng linh khu đối với tên hóa thân này một bộ như hổ rình mồi, ngay cả phạm thánh kim thân cũng là ở một bên vận sức chờ phát động. Quả nhiên, ở phụ cận hư không cuối cùng một tia hỗn loạn không gian dao động biến mất trong phút chốc tên hóa thân của huyết quang thánh tổ nâng ngũ sắc tiểu tháp bắt đầu động thủ. Hắn đột nhiên hai tay đan thủ, vỗ tay một cái vào bảo tháp, trong bảo tháp nhất thời tuôn ra một mảnh thất sắc quang hà đổ ra cuốn xuống, chỉ một cái chấp động, thân ảnh thiếu niên như vậy từ trên tiểu thuyền biến mất không thấy. Phạm thánh kim thân sáu mắt bỗng nhiên trợn lên, một tầng kim sắc quang diễm theo trên thân hình một phát bắn ra, đem thân hình hộ hoàn toàn vào trong đó. Linh khu một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân liền toát ra vô số lục tỷ uốn quanh thân như những cành liễu, lục quang chấp động đem phía mặt ngoài mà ngưng tụ thành một kiện mơn mởn chiến giáp màu xanh thấm. Chiến giáp này bao trùm nửa người trên, mặt ngoài minh ấn các loại hoa văn tinh mỹ, gắn liền với phía trên của linh khu. Hai người bộ dáng cũng đều lộ ra một bộ như lâm đại địch. Nhưng là thiêu niên vận dụng trong tay tiểu tháp, sau khi thuấn di vẫn chưa tìm tới trên đầu hai người, mà là chấp động một cái, nhưng lại kéo dài một chút qua mấy trăm trượng, xuất hiện ở tại kiếm trận chính trên không, cũng không chút khách khí đưa tay đem một trường cuốn tới thất sắc tiểu tháp trong tay đảo ngược một cái hạ xuống, thật lớn tháp ảnh trống giống hiện lên mà ra, cũng không chút khách khí hướng phía dưới mà chụp xuống một cái. Một cỗ dao động mau cốt thủng nhiên lập tức đem cả tòa kiếm trận mà chụp xuống một cái, cũng bỗng nhiên hóa thành một mảnh thất sắc quang hà cuồn cuộn cuốn xuống. Lúc cỗ dao động này xuất hiện trong chớp mắt, Hàn Lập đang biến thành cử viên một chút liền cảm ứng được, vừa mãnh liệt ngẩng đầu nhìn đến tình hình trên không trung như vậy, sắc mặt biến đổi, không chút do so dự cánh tay vừa động, một cái bàn tay to lông xù liền hướng không chung một chiêu mà đi. Rất cao trong hư không, trời quang mà phát một tiếng sét đánh, vạn đạo hào quang đồng thời phụt ra mà ra, một mảnh đền đài lầu các hư ảnh bắt đầu hiện ra, cũng đồng dạng phát ra một cỗ dao động xuống phía dưới chợt lóe rơi đi. Bên kia, Phạm Thánh Kim Thân cùng Linh Khu đồng thời thân hình nhoáng lên một cái, bắt đầu cũng tự mình hành động. Phạm Thánh Kim Thân lại quay tròn vừa chuyển động, lại hóa thành một đoàn gió nhẹ ở tại chỗ tiêu thất. Ngay sau đó, ở huyết sắc tiểu thuyền trên không, cùng với cuồng phong phạm thánh kim thân chợt lóe theo trong gió hiện thân mà ra. Nó đem sáu cái cánh tay vừa động liền đem lục đoàn kim quang lớn nhỏ đồng thời kích sát bắn ra, lóe lên lại ở trên không dung hợp thành một thể, hóa thành một cái kim sắc lốc xoáy đường kính vài trường. Lốc xoáy này chỉ hơi chuyển động một lát, liền sinh ra một cỗ bảng nhiên cự lực, lập tức hướng về phía tiểu thuyền mà hấp một cái. Nguyên bản tiểu thuyền đang huyền phù ở trên biển máu, vừa gặp tới lốc xoáy liền phát ra một tiếng gào thét, lại không tự chủ được mang theo hóa thân huyết quang nhắm thẳng không trung cuốn tới. Thiếu niên cầm đầu thấy cảnh này, khóe miệng run rẩy, một chút sau không thấy hắn động cái gì tay chân mà ở sau lưng cự giác ma ảnh lại giống lên một tiếng to, hình thể liền lấy bất khả tư nghị tốc độ, nhanh chóng biến lên thật lớn, đảo mắt một cái biến thành một con quái vật lớn cao trăm trượng, hơn 10 điều xúc tu đồng thời đâm tới. Hơn 10 căn xúc tu ở giữa không trung ngưng lại thành một điểm, dung hợp thành một cái cự thương bụi sắc mông mông, cự thương hung hăng chui vào trong trung tâm kim sắc lốc xoáy. Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, kim sắc lốc xoáy đang chuyển động thì bị ngưng lại, sau khi bên cạnh trướng lên vài cái, liền bị bụi sắc cự thương xuyên thủng trung tâm đâm qua, lại hùng hổ bắn về phía bản thể phạm thánh kim thân. Kim thân thấy tình hình như vậy cũng không trốn tránh, mà sáu cánh tay nhoáng lên một cái, lập tức đón tới một khẩu kim sắc trường nhận, đan vào đem theo sáu đạo kim sắc ánh đao mịt mờ giống như thác bàn chạm thẳng một cái xuống cự thương. Âm vang long, âm thanh vang lên liên tiếp, sáu đạo ánh đao đồng thời bị cự thương một kích mặt toái, hóa thành một đoàn linh quang bạo liệt nổ ra. Tùy theo cự thương mơ hồ một cái, mũi nhọn cũng không biết như thế nào đến thẳng phụ cận kim thân, mang theo tinh phong chấp động một cái, nhưng lại quỷ dị chui vào trong ngực kim thân. chương 1931, kịch chiến, nhưng chỗ thân thể mà cự thương vừa đâm vào bất quá cũng chỉ được vài thốn, thì giống như chát phải tinh cương bản cứng rắn, lại không thể tiếp tục tiến tới mảy may, Đồng thời lúc này sáu con mắt của Kim Thân tinh quang chấp động, lại đem sáu khẩu kim nhận lóe lên hướng cự thương chém xuống một cái. Ma ảnh ở phía dưới tựa hồ cũng phát hiện ra tình hình không ổn, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn tới, thân cự thương run lên, lập tức muốn từ trên người Kim Thân rút lui ra. Nhưng lúc này cũng đã là muộn, Phạm Thánh Kim Thân thân thể hiện tại đã phát xuất lên một tầng tinh quang khác thường, tinh quang lưu chuyển dựng lên, chỉ trong chớp mắt từ trong cơ thể sinh ra một cố cự đại hấp lực, hấp lực bắt đầu hơi chút tác dụng đến trên cự thương thế nhưng đã đem cự thương quấn lấy như mọc rễ xuống bàn, làm cho nó căn bản không thể nào mà mảy may nhúc nhích. Mà lúc này, phía trên sáu khẩu kim nhận chợt lóe lên từng đạo hàn quang, phát ra những tiếng xé gió, lập tức dày đặc nhận mang giống như thác bàn tuôn ra bắn xuống, trong chốc lát nhận mang đã bao trùm cả ma ảnh và thiếu niên cầm đầu vào trong đó. Tên thiếu niên cầm đầu hư lạnh một tiếng, thân hình lại thối lui về sau nửa bước, đầu bàn tay xuất ra một cái cổ quái thủ ấn, đồng thời trong miệng niệm xuất một cái không biết là loại pháp quyết gì ở phía dưới chân huyết sắc tiểu thuyền phát ra từng tiếng vù vù hiện lên một tầng huyết quang quang mạc lại đem thiếu niên tính cả ma ảnh tất cả hộ vào trong đó mặc cho ở trong không trung nhận mang như mưa rền gió giữ đánh tới ở phía trên quầng sáng chỉ là hơi chớp lên vài cái sau đó liền bình yên vô sự không chút sứt mẻ gì huyết sắc tiểu thuyền này chẳng những là một kiện dị bảo để phi hành nhưng lại còn có được công năng phòng ngự cực kỳ huyền diệu trách không được tên thiếu niên cầm đầu đối mặt với công kích liên tiếp của phạm thánh kim thân mà Thủy Trung vẫn giữ một vẻ bình tĩnh. Không chỉ riêng như thế, mà ảnh lúc này ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm nhẹ, cây cựu thương nguyên bản đang bị hấp lực cuốn lấy, phía bên ngoài thân liền nổi lên một tầng sáng mở chấp động, cự thương đang cứng rắn vô cùng bỗng đột nhiên chuyển đổi, trở lên mềm mại bóng loáng, trong phút chốc liền biến ảo thành một con cự mãng màu xám, thân thể dài hơn 10 trượng, trên đầu mọc ra một sừng, thân hình rắn khổng lồ cuốn động một cái đem kim thân mà quấn ngay tại trong hư không. Nếu đổi lại là một gã tu sĩ bình thường, cho dù là cấp bậc hợp thể tồn tại, nếu bị rắn khổng lồ quấn hung mãnh vặn một cái, thân hình cũng muốn lập tức bạo liệt nổ tan. Nhưng bản thân Phạm Thánh Kim thân, thân mình chính là đã dùng qua vô số tài liệu quý hiếm cô động mà luyện thành, thân thể cơ hồ giống như kim cương bất hoại, bị cự mãng quấn tới hoàn hảo không thể gây ra thương tổn gì, ngược lại ba cái đầu mỗi cái đều tự phát ra một tiếng khóc dài, thân hình trong chốc lát liền biến lên thật lớn, hơn nữa sáu khẩu kim nhận trong tay bất chợt lóe lên biến mất không thấy, sau cánh tay nhất để vung xuống, trực tiếp huyến hóa ra vô số kim sắc quyền ảnh, hướng lên thân hình cự mãng điên cuồng đánh tới. âm vang long tiếng động trong lúc nhất thời vang vọng toàn bộ thiên không. Nhưng cự thương biến hóa thành cự mãng, thân hình tựa hồ cũng cứng cỏi như sắt thép, kim sắc quyền ảnh đánh ở trên người tuy rằng tạo thành một ít tổn thương, nhưng có vẻ trong lúc nhất thời cũng không thể nào mà đánh chết được. Ngược lại rắn khổng lồ há to mồm từ trong phun ra một cỗ lục khí trực tiếp hướng về phía ba đầu của Phạm Thánh Kim Thân phun tới một cái. Tuy rằng không biết lục khí loại này ra sao, nhưng từ giữa lại tản mát ra một cỗ hơi thở gây cho người hít phải muốn buồn ngủ ngay lập tức. Ba đầu kim thân biến sắc, ánh mắt đột nhiên mê muội, kim quang trên trán chói lòa, nhưng lại phân biệt nứt ra một cái khe hở, đồng thời từ khe hở con mắt thứ ba dựng thẳng mục hiện lên mà ra. Kim quang lóe lên, ba đạo kim quang chói mắt theo con mắt dựng đứng kích bắn mà ra, chớp động một cái liền xuyên thủng qua lục khí. Nói cũng kỳ quái, lục khí đang lăn lộn, nhưng lại chỉ kịp lóe lên một cái mà bị diệt. Cự mãng ngẩng đầu, há miệng ra to như một cái bồn máu, mồm to lại hướng giữa trán trung tâm lao tới cắn một cái, nhưng trước mắt nổi lên dao động, hai bàn tay to ánh vàng rực rỡ lại đã sớm chắn ở phía trước, mười ngón tay cũng giống như là nanh sói hướng thẳng về đầu cự mãng mà cắm xuống. Bất quá sau một lát công phu, kim thân thế nhưng cùng với con cự mãng này hai bên vật lột, đều giống nhau cùng một loại da dày thịt béo, trong lúc tranh đấu, nhất thời khó phân thắng bại. Bên kia tháp ảnh to lớn đang bao phủ kiếm trận ở trên không, bị kích hoạt một bộ cửu cung thiên kiền phù, cùng một kiện khác đề dai không gian bảo vật tự bạo xuống, không tự chủ được mà từng trận lóe lên không ngừng, liên tục thả ra bảy sắc sáng mở bị hai loại này bất ngờ phát động kiềm chế, cuối cùng phát ra một tiếng vù vù không hoàn toàn rơi xuống dưới, mà ở giữa không trung chợt lóe lên tán loạn tiêu thất. Mà thu tháp này cũng bị không gian lực ảnh hưởng, cửu cung thiên kiền phù biến thành cung điện cũng chỉ là ở chỗ cao từ từ chuyển động, nhưng cũng đồng dạng không thể đem hạ xuống. Nhưng mà vào lúc này, Hàn Lập biến thành cử viên bỗng nhiên trong mắt dị quang chợt lóe, hai bàn tay đột nhiên lên không trung điểm một cái. Rầm rầm hai tiếng, một đen, một xanh hai tòa núi cao hơn 10 trượng theo trong hư không chợt lóe mà ra, nhắm thẳng thiếu niên cầm thất sắc tiểu tháp đang muốn đi ném tới. Mà Linh khu cánh tay đột nhiên run lên, nhất thời vang lên một tiếng xé gió, từ trong tay áo kích bắn tới một chùm lục ti. Lục ti này trong suốt vô cùng, lóe lên một cái liền tiến nhập vào trong hư không, nhưng lại phát ra một tiếng nhọn bén tai, xuất hiện tại xung quanh chỗ tiểu tháp vừa rơi xuống, hóa thành một cái lưới lục sắc mà chụp xuống một cái. Hàn lập nhưng lại một bộ cũng muốn đem bảo vật này ngạnh ngạnh xinh xinh mà đoạt đi. Tên thiếu niên hóa thân huyết quang thánh tổ, thấy cảnh này, trên mặt không chút biểu tình, mà hai tay nâng lên hướng tiểu tháp trong không trung khinh phiêu phiêu một trường chụp đi, đồng thời trong miệng phun ra một tiếng phá vũ. Tiểu tháp đột nhiên quay tròn chát một cái, đồng thời một cỗ cơn lốc bảy sắc gào thét theo trong trung tâm tháp tuôn ra, chỉ cuốn xuống một cái, liền đem lục sắc ti võng đang chụp tới thổi cho tắc tắc vỡ vụn. Không riêng gì ti võng, hai tòa ngọn núi sau khi bị gió này thổi qua, không bị vỡ vụn mà nổ vang, tức khắc văng ra ngoài mấy chục trượng xa. Tiếp theo cơn lốc bảy màu cuốn động một cái, lại tiếp tục đem hai tòa cực sơn bao vây hoàn toàn vào trong, trong tiếng gió giết từ thất sắc cơn lốc lại đột nhiên hiên ra vô số phù văn màu xám, nhìn qua một đám lại thấy có chút quen mắt. Kim Triện Văn, Hàn Lập trong lòng kêu thầm một tiếng, sắc mặt không khỏi biến đổi mấy phần, tiếp theo chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên buông xuống ở tại trên ngọn núi, nhưng lại mạnh mẽ chặt đứt liên hệ thần niệm giữa hắn và cực sơn, như đang lấy sức mạnh mà thu đi bảo vật này. Nếu thần niệm của hắn không cường đại dưới đại thừa tu sĩ, chỉ sợ là thật có khả năng bị đối phương đắc thủ. Hàn lập bản thân đang biến thành cự viên sau khi giật mình một cái, lập tức gầm lên giận dữ, hai bàn tay to đồng thời hướng đến thất sắc cơn lốc vù vù liên hoàn đánh ra. Hai tiếng nổ đùng đùng chói tái vang lên. Hai kim sắc quyền ảnh to lớn từ trong hư không bắn ra, lóe một cái liền hung hăng đánh khắp nơi tới thất sắc cơn lốc. Đồng thời hai tòa cự sơn bị pháp quyết thúc dục, thân núi liền sáng lên một loạt ký hiệu ngân sắc phù văn, hôi mông mông quang hà cuồng dũng tuôn ra, lại cuốn động một cái thẳng hướng về phía thất sắc cơn lốc. Mặt khác một cái phát ra suy suy tiếng nổ lớn, vô số kiếm khí trong suốt theo ngọn núi hướng bốn phương tám hướng đồng thời kích bắn đi, nhìn đến kiếm khí sắc bén như là sẽ đem phụ cận hư không chém thành vô số mảnh nhỏ thất sắc cơn lốc ngay cả có uy lực rất lớn, nhưng ba người đồng thời công đích cùng một thời điểm, cũng nhất thời lâm vào một trận kịch liệt run run, bộc phát ra một đoàn trói mắt hào quang, tiếp theo nhất thanh muộn hưởng liền bị phá tắc tắc tán loạn mở ra. Hai tòa cực sơn một cái chấp lên liền độn ra khỏi cơn lốc vây quanh, một cái còn lại xoay quanh sau đó đều hướng về hàn lập mà rơi xuống. Tên thiếu niên khống chế tiểu tháp thấy vừa rồi vận dụng một loại đại thần thông khác trong tháp, nhưng lại không thể đem hai tòa cực sơn mạnh mẽ cưỡng đoạt được, không cấm khỏi khinh di một tiếng, Lần đầu tiên trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức lại khôi phục vẻ đờ đẫn, một tay lại hướng hư không chảo đến một cái. Hư không cùng nhau dao động đem một đoàn linh quang từ trong lóe lên mà hiện ra, thất sắc tiểu tháp đang rõ ràng bị bao vây ở trong đó. Hư, tiểu tử này có đôi chút bản lĩnh khó mà giải quyết. Không cần dự phòng gì nữa, mau dùng thải quang trong tháp một chiêu mà giải quyết hắn đi. Dùng cái loại đại thần thông này mà nói, cho dù bất kể có bị ảnh hưởng bởi loại không gian lực khách cũng không có gì đáng ngại một cái âm thanh lạnh như băng, đột nhiên theo phía xa xa truyền đến. Đúng là tên thiếu niên cầm đầu đang đứng ở trên huyết sắc tiểu thuyền, không còn kiên nhẫn lớn tiếng nói ra. Giờ phút này hắn, chính là thúc dục ma ảnh, phía sau lưng tiếp tục huyễn hóa ra hơn 10 căn xúc cô thật lớn hướng không trung phạm thánh kim thân, điên cuồng đánh không ngừng, nhưng lại cùng lúc nói ra như vậy, hiển nhiên đối với chuyện này có vẻ đã rất là thuần thục. Hàn lập nghe vậy, trong lòng vừa động, thân mình đang ở trạng thái cự viên tức thì giống to lên một tiếng, bên ngoài thân tản mát ra màu vàng linh quang chói mắt, song trưởng nhìn như đúc hồ cầm trong tay hai tòa ngọn núi hướng tên thiếu niên cầm đầu hung hăng ném tới một phát. Lấy trình độ hai tòa ngọn núi phân lượng kỳ trọng như vậy, hơn nữa ngoài núi cao còn có cự viên một thân thần lực nghịch thiên, hai tòa sơn phong phát ra tiếng nổ đùng đùng, nhưng lại trực tiếp cùng nhau biến mất tại trong hư không. Ngay sau đó phụ cận thiếu niên, hư không vặn vẹo một trận chợt lóe ra hai tòa ngọn núi giết gào cuồng bắn ra đập mạnh tới trên màn hào quang do huyết sắc tiểu thuyền thả ra. Tên thiếu niên thấy tình hình này, đồng tử không khỏi co rụt lại, sau lưng cự giác ma ảnh chợt lóe liền hướng lên trên thân hình nhập vào một cái. Một đoàn huyết sắc quang hà một chút đem thiếu niên bao phủ ở tại trong đó. Hai tiếng nổ phát ra kinh thiên động địa, hai luồng chói mắt quang hà một chút hiện ra ở phía trên lồng huyết. Huyết sắc màn hào quang một trận kịch liệt run run, liền phát ra một tiếng thủy tinh ném bàn, tắc tắc vỡ vụn mở ra. Hai tòa ngọn núi chợt lóe xuyên thủng màn hào quang mà qua, nhưng phía trên huyết sắc tiểu thuyền lại chống không, một bóng người cũng đều không có. Mà đúng lúc này cách biển máu khoảng ngoài 20 trượng phía trên, không gian dao động, một đạo nhân ảnh vô thanh vô tức hiện lên mà ra. Đúng là tên cầm đầu thiếu niên trên tiểu thuyền vừa biến mất. Nhưng vị này hóa thân của huyết quang thánh tổ, lúc này mới lộ rõ chân diện mục, hình dạng bên ngoài so sánh với lúc trước lại hoàn toàn bất đồng khác nhau. Chẳng những trên người nhiều ra một kiện bụi mông mông quỷ dị ma giáp, sau lưng lại mọc ra một đôi huyết xí, đồng thời trên cổ lại đeo một cái vòng sâu tám cái cái đầu quỷ to bằng nắm tay. Chúng nó hai mắt nhắm nghiền, tướng mạo dữ tợn, nhưng miệng hé ra hợp lại mấp máy không ngừng, nhưng tất cả là những vật vẫn còn sống. Làm cho người ta nhìn thấy trong lòng không khỏi phát lạnh một trận. Thiếu niên cầm đầu bản mặt tức giận đùng đùng, dùng một loại ánh mắt tà ác, hung hăng nhìn về phía Hàn Lập. Hảo, tốt lắm, không nghĩ tới người thế mà lại bước bổn tỏa phải thành ra cái này. Ngay lúc hắn lộ ra một bộ nghiến răng nghiến lợi, cùng một thời điểm, vị hóa thân huyết quang mang tiểu tháp còn lại, trong mắt dị quang chợt hiện lên vài cái, tức thì cầm trong tay bảo tháp một chút nâng cao dần lên, đồng thời hai mắt từ từ nhắm lại. Một trận cổ ngữ, thượng cổ chú ngữ theo trong miệng hắn nhanh chóng truyền ra. Thất sắc tiểu tháp nổi lên phát ra từng tiếng vù vù, lập tức một vòng vầng sáng bảy màu theo trong trung tâm tháp phát ra, cũng hướng bốn phía mà khuếch tán đi, trong nháy mắt đã đem một mảnh hư không bao phủ hết vào trong đó, lại còn liên tục biên cuồng khuếch trương ra ngoài. Mà theo âm thanh niệm chú ngữ của thiếu niên nhanh hơn, một ít ký hiệu màu vàng lớn nhỏ, không đồng nhất theo một vòng vầng sáng dần biến thành lớn, bắt đầu hiện lên mà ra. Một tia ẩn chứa pháp tác lực dao động, theo từ phía trong thất sắc vầng sáng truyền ra, cũng chốc lát tràn ra toàn bộ thiên không. chương 1932, khốn địch, Hàn Lập thấy cảnh này mơ hồ cảm thấy không ổn, thần niệm khẽ động. 13 đầu tử văn vệ kim trùng vốn đang xoay quanh trên đỉnh đầu lập tức ông minh một cái, hóa thành từng đoàn tử quang bắn nhanh ra. Mà kim mau cử viên thì bỗng nhiên một chân hướng hư không đạp tới một cái, thân hình tự hóa thành một cỗ cuồng phong lao tới. Theo đó, hai cánh tay liên tục vũ động, kim sắc quyền ảnh chi chít dày đặc tuôn ra. Vô luân là tử văn giáp trùng hay là quyền ảnh, tất cả vừa mới tiếp xúc với tầng thất sắc quang mang kia lập tức phát ra trận giết khó nghe, theo đó mà dồn dập bắn ngược trở lại. Tất cả thế vậy mà vô pháp tiến nhập vào quần thất thải quang mang này mảy may. Lúc này, một tia pháp tác chi lực tại hư không phụ cận kia ngày càng trở nên rõ ràng. Theo đó, từ trong tầng thất thải quang mang phát ra hào quang diễm lệ, phảng phất như muốn đem cả thiên không nhuộm thành một màu duy nhất, cấp cho người khác phải cảm nhận được một cỗ cảm giác bất an yêu dị vô cùng. Cự viên vừa thấy quyền ảnh vô pháp tác động tới quần quang mang kia được, hai mắt hàn quang chợt lóe lên, nhưng thân thể lại không dừng lại chút nào mà ngược lại còn giống to một tiếng, thân thể lấy một tốc độ khó lường cuồng trướng lên. Chốc lát công phu sau, cự viên đã biến lớn thành bốn năm trượng cao, sau đó bỗng nhiên hít sâu một hơi khiến cho lồng ngực lồi lên vút lên. Tiếp đó, một cỗ bạch sắc ba lãng được phun ra, lúc đầu vừa phun ra thì cỗ ba lãng này không hề phát ra chút dị âm nào cả nhưng vừa ra khỏi miệng được 10 trượng xa thì lại kịch liệt phát ra từng đạo bạo liệt kinh thiên động địa. Thanh âm bạo liệt này vừa lọt vào tai của tên thiếu niên cầm đầu cùng hóa thân khác liền oanh một tiếng, khiến cho hai tai ông ông ù cả lên, thân hình không tự chủ được mà run lên một cái, thiếu chút nữa là vô pháp đứng vững thân hình. Mà nơi bạch sắc ba lãng đi qua, hư không cũng vì đó mà mơ hồ đi, có vài địa phương lại trực tiếp bị vặn vẹo biến hình luôn, phảng phất như có thể đem toàn bộ không gian phá sụp được vậy. Đây chính là kim võng hống, tân thần thông mà Hàn Lập mới lĩnh ngộ ra được từ biến thân sơn nhà cử viên khi tu vi hắn vừa đạt tới hợp thể trung kỳ không lâu. Thần thông này cùng với thần thông khác của hắn có chút bất đồng, nó thuộc về loại âm ba thần thông, uy năng càng lớn tới mức khó lường, một khi toàn lực thi triển ra liền có thể mấy phần cơ hội phá toái không gian, đây cũng là do lúc trước hàn lập vì phải đối phó với thải quang tháp mà chuẩn bị vì vậy vừa thấy không ổn liền không chút do dự mà xuất ra bạch sắc ba lãng vừa cùng thất thải quang mang đụng vào nhau vậy mà lập tức vô thanh vô tức chìm vào trong quầng quang mang theo đó từ trong tầng thất thải quang mang lập tức phát ra một trận ong ong vang vọng kim sắc phù văn bên trong theo đó mà dồn dập tán loạn tiêu thất bản thân quầng sáng theo đó cũng cuồng thiểm bất đinh phảng phất như tùy thời có thể vỡ vụn ra Huyết quang hóa thân vừa từ trong âm ba lần nữa tỉnh táo trở lại, vừa thấy cảnh này một tay vội vàng nhấc lên liên tục bấm quyết, tự muốn tái thôi động tiểu pháp lần nữa. Nhưng vào lúc này, vẻ mặt cử viên hiện ra một tiên nanh ác, một tay bỗng nhiên nhanh chóng bấm quyết. Bên kia, Phạm Thánh Kim Thân đang cùng hôi sắc cử mãng đang đánh nhau mù trời, bỗng nhiên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc phủ văn, điểm điểm linh quang chấp động không thôi, có vẻ thần bí vạn phần. Ngay lúc hồi sắc cự mãng đang há rộng cái mồm tàn bạo nhào tới thì đột nhiên sáu cánh tay của kim thân tề xuất, thân thể liền giống như một đám bụi theo gió mà tan vào không khí. Lần này, tên thanh niên cầm đầu kiên bắt đầu cảm thấy nao nao. Hắn vốn chuẩn bị xông lên thi triển thần thông cực mạnh nào đó hiệp trợ cự mãng, ý đồ giải quyết cái kim thân này trước. Nhưng đúng lúc đó thì hắn bỗng nhiên nghe thấy một trận ông minh, trong lòng thoáng dùng mình một cái, vội vã quay đầu chuyển hướng quét về chỗ phát ra thanh âm kia, chỉ thấy 13 con bọ cánh cứng giữ tận dị thường thật lớn đang hướng về phía hắn mà bắn nhanh tới, mà đôi bên còn chưa tiếp cận thì chúng đã dồn dập há rộng miệng ra. Từng trùng tử ti theo đó mà bắn nhanh ra, cũng chợt phá không lướt tới. Những đầu linh trùng này không biết từ khi nào đã được hàn lập âm thầm thúc giục chạy tới đây. Tên thiếu niên cầm đầu trong lòng dùng mình một cái, một tay hướng không trung đánh ra một chiêu, bốn phiến huyết xí sau lưng cũng hướng về phía đám giáp trùng không chút do dự phiến tới một cái. Huyết hải phía dưới cũng theo đó mà gào thét một tiếng, thoáng cái từng cơn cự lãng cuộn lên, vừa lúc chắn phía trước thiếu niên. Nhưng số tử ti này lại không biết là loại gì, chỉ vừa tiếp xúc với huyết lãng ngoại trừ một bộ phận nhỏ lập tức hóa thành từng đoàn khói xanh tiêu thất còn đại bộ phận lập tức phát ra từng đạo suy suy thanh âm liền bị xuyên thủng mà qua. Tất cả tử ti đều chợt lóe lên liền tới gần tên thiếu niên trong gang tấc. Tên thiếu niên cầm đầu sắc mặt ngưng trọng, tay chân chưa động nhưng từ trên cổ khỏa hãng liên có 8 cái quỷ đầu xanh đột nhiên phát ra từng trận tiêm minh gào thét bay ra, quay tròn chuyển động rồi hóa thành từng cái lục sắc cử hoàn, 8 quả quỷ đầu mặt hướng ra ngoài, một căn viên hoàn mở mở trống rỗng đem 8 quỷ đầu liên kết thành nhất thể. Những tử ti kia vừa mới bắn lại đây, hai quả quỷ đầu đối diện chỉ mở miệng phun ra một phiến ngân tinh thổ tức. Tử ti chợt lóe lên liền bị những ngân tinh này quấn vào bên trong quỷ đầu. Không riêng như thế, sáu quả quỷ đầu khác lại rít lên, vô số phong nhận cũng vì đó mà cuồng phóng xuất ra. Mỗi một phong nhận chỉ có lớn cỡ bàn tay nhưng mặt ngoài lại tinh oánh dị thường, tất cả đều bắn nhanh đi, phảng phất như vô số bạch tuyến tại không trung xuyên vân thiểm vụ, dày đặc chi chít chảm lên những đầu linh trùng kia. Nhưng chỉ nghe thấy từng trận len keng giòn tan vang lên, những phong nhận này trông vậy mà uy năng quả thực phi phàm, nhưng tất cả đều bắn ngược trở lại. Tử văn giáp sứ tợn lại liền một mặt hất ngược tất cả công kích trở lại, trên người không lưu lại chút vết xước nhỏ nào. Tên thiếu niên cầm đầu tận mắt thấy một màn này, trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều một tay giương lên hướng bát quỷ hoàn liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết bát quỷ hoàn quái dị giống to một tiếng tám cái đầu rất nhanh ra sức dao động nhưng bỗng nhiên có tám đạo huyết ảnh từ trên quỷ đầu chợt sông ra sau mấy cái chấp động liền xông thẳng vào đám linh trùng đúng là tám đạo huyết quỷ xích lóa đầu sinh tự giác đám huyết quỷ này hai mắt xanh biếc mười ngón tay sắc nhọn vô cùng cánh tay hơi huy động một cái nhất thời từng cỗ huyết vụ cuồn cuộn mà ra đồng thời trảo ảnh hàn quang tràn ngập không gian. Trong lúc nhất thời cùng đám giáp trùng đối chiến dây dưa một chỗ, mà tên thiếu niên cầm đầu lại lần nữa bị phệ kim trùng cuốn lấy, vô pháp tranh thủ được chút thời gian thì phía bên kia kim mau cử viên, phạm thánh kim thân lúc trước hư không tiêu thất liền chợt lóe lên xuất hiện phía sau lưng cử viên. Tiếp đó, cự viên ngửa đầu giống to một tiếng, kim sắc pháp tướng vừa vặn bổ nhào về phía trước. Ngoài thân cự viên kim lưu chuyển một trận, dưới sườn đột nhiên nhấp nhô lồi lên, bốn cánh tay lông lá theo đó mà được sinh ra, đồng thời hai bên đầu vai kim quang chợt lóe lên, từng bên đều hiện ra một cái đầu hơi nhỏ. Cự viên này vậy mà lại mô phỏng hình dáng của kim thân mà tái biến thân. Cự viên vừa hoàn toàn biến thân, sau cái bàn tay năm ngón liền xòe ra, tự như thái sơn áp đỉnh hướng tiểu đỉnh hư không chụp tới. Chỗ trung tâm bàn tay có thêm từng đạo kim quang nhàn nhạt, nhạt, nhưng là từng cái đều hiện ra một cái ngân sắc phù văn thần bí, mỗi cái cũng hóa thành một đạo hư ảnh theo hướng bàn tay hướng mà ép xuống hư ảnh ngân sắc phù văn chuyển động quay tròn thiên địa nguyên khí phụ cận theo đó mà điên cuồng rót vào bên trong ngân sắc phù văn sáu cỗ cự lực bất khả tư nghị như thái sơn áp đỉnh tuôn ra áp xuống thất thải quang mang dưới sáu cỗ cự lực này liền run rẩy kịch liệt một trận tiếp đó liền không ngừng biến hình mà kéo giãn ra sau một tiếng trầm đục liền tán loạn tiêu thất triệt đề hóa thân của huyết quang thánh tổ sắc mặt đại biến bỗng nhiên mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái há mồm hướng tiểu tháp phun ra một đoàn tiên huyết phịch một tiếng hóa thành một đoàn huyết vụ đem tiểu tháp bao vào trong đó. Thất sắc tiểu tháp mặt ngoài nhất thời hiện lên một tầng tinh quang, cũng ẩn ẩn có một đạo tháp ảnh muốn từ trên đó phóng ra. Nhưng vào lúc này, cự viên lại hét lớn một tiếng, sáu cánh tay bỗng nhiên hóa thành chảo, năm ngón tay gắt gao nắm chặt lại. Cố cự lực đang điên cuồng hấp nạp thiên địa nguyên khí theo đó liền chuyển thành một cố cự đại hấp lực, dưới cố cự hấp lực này thất sắc tiểu tháp không tự chủ được mà lung lay hướng cự viên bay tới. Không tốt, thiếu niên cầm đầu hô nhỏ một tiếng, thân hình khẽ động liền hóa thành một đoàn huyết quang bắn nhanh đi, chợt lóe lên liền tiến vào bên trong tòa tiểu tháp. Tiểu tháp nguyên bản đang hoảng động không thôi liền trở nên ổn ổn như Thái Sơn. Cự viên trên cao lại đột nhiên cuồng tiếu một trận, nắm tay nguyên bản đang thu hồi trở lại trong dây lát liền khinh phiêu phiêu kích tới một cái. Nhìn như không chút dị âm nào so với một kích kinh người kia căn bản là cách biệt một trời một vực, nhưng mà hư không phụ cận tiểu tháp phía dưới lại xuất hiện một trận ba động, không gian xung quanh tiểu tháp thoáng cái trở nên đặc quánh vô cùng một cỗ vô hình cự lực đem tiểu tháp cùng không gian phụ cận trong nháy mắt cấm chế toàn bộ. Cự viên lại không chút trần chờ, hai tay hung hăng trà sát lại với nhau, lại hướng phía dưới vung lên. Tiếng sấm nổ ầm ầm nổi lên, vô số kim sắc hồ quang theo hai cái tay lông lá cuồng thiểm hiện lên, tiếp đó liền đan với nhau tạo thành một cái kim sắc cự võng trăm trượng mang theo từng tiếng nổ kinh người bắn xuống, nhưng thoáng cái liền tiêu thất trong không trung. Một khắc sau, tại hư không phụ cân tiểu tháp đột nhiên xuất hiện tiếng sấm nổ, đồng thời kim sắc điện võng quỷ dị chợt hiện lên, vừa lúc đem tiểu tháp vây vào trung tâm. Một tiếng sét đánh, Hàn Lập trong lòng thúc dục pháp quyết, lưới điện lập tức kim quang đại phóng, liều mạng hướng tiểu tháp chụp tới. Một khỏa kim cầu thật lớn trong nháy mắt hình thành, vừa lúc đem cả tòa tiểu tháp rắn chắc vây ở bên trong. Không gian ba động nổi lên, linh khu cũng hóa thành một đạo thanh quang xuất hiện bên cạnh kim cầu, mười ngón tay nó cũng liên tục bắn ra. Từng tiếng vù vù xé gió nổi lên, từng chùm lục ti bắn nhanh ra, nhưng lại ở bên ngoài kim cầu hình thành một tầng bao bọc khác nữa trong nháy mắt kim cầu lại chuyển thành lục sắc trên cao cự viên ba đầu sáu tay cũng từ trên cao bay đập xuống sáu cánh tay hướng về phía kim cầu liên tiếp đánh ra vô số phù lục từ trong sáu cái đại thủ như thủy chiều chìm vào trong cửa cầu mặt ngoài cửa cầu cũng theo đó mà xuất hiện đủ mọi màu sắc tinh mỹ phảng phất như trời sinh đã có sẵn vậy hừ ngươi thật cho rằng chừng ấy thủ đoạn là có thể giam cầm bổn tỏa sao một tiếng hừ lạnh từ bên trong cửa cầu truyền ra, trong giọng nói tràn ngập ý tứ tức giận. Vừa dứt lời, từ bên trong cửa cầu truyền ra từng trận nổ vang, mặt ngoài những đạo phù văn kia cuồng thiểm hẳn lên, đồng thời mặt ngoài cũng xuất hiện từng vết lồi lõm vô định. Trong khoảnh khắc, tầng ngoài cùng lục ti có chút bắt đầu tấc tắc đứt gãy, tựa hồ vật ở bên trong tùy thời muốn phá tan cửa cầu mà thoát ra. Hàn lập trong lòng có chút hoảng sợ, thế mới biết chính mình đã còn coi nhẹ uy năng của kiện thải quang tháp kia rồi. Một phen mưu kế tỉ mỉ như vậy mà vẫn còn vô pháp đem nó vây khốn lại được. Bất quá, vẻ kinh hoàng trên mặt hắn lập tức liền biến mất. Trước hắn đã chuẩn bị vài loại bộ thủ đoạn, nếu bộ thủ đoạn trước mắt đã vô hiệu thì chỉ có thể liều mạng tổn thất một kiện trọng bảo vận dụng tới loạt thủ đoạn khác rồi. Tâm niệm Hàn Lập chợt lóe lên liền có ngay quyết định khác, cự viên lập tức gầm nhẹ một tiếng, đại thủ lập tức chảo xuống rồi lại hướng trời cao đem cự cầu hung hăng ném đi. Lục cầu dưới vô hình chi lực liền bị ném lên cao một cái, thoáng cái đã bắn ra tới trên ngàn trượng cao rồi. Đúng lúc này, phía trên cự cầu đột nhiên xuất hiện một đạo thanh ảnh, linh khu phát sau mà đến sớm trước một bước chỗ trời cao đợi sẵn, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trong đem một vật đột nhiên ném tới. Chương 1933, nghịch chuyển. Vật này vừa hiện thì phát ra ánh sáng, nhìn giống như một cái quyển trục phổ thông. Khi quyển trục vừa tiếp cận đến lục cầu trên không liền mở ra, nhìn vào phía trong thấy minh ấn vô số kim sắc phi kiếm đúng là Hàn Lập vừa trước đó mới tế luyện ra vạn kiếm đồ. Kiếm đồ vừa mở ra thì từ trong bốc thẳng lên cao một cỗ kiếm khí, kiếm quang trực tiếp tuôn ra tạo thành một mảnh kim sắc chói mắt. Kiếm quang tuôn ra đến mặt ngoài khối cầu xanh biếc thì lóe lên rồi biến mất. Quyền trục vậy mà lại đem toàn bộ kiếm quang thu hết vào trong mình. Một bên linh khu da xanh ngắt gương mặt không chút biểu tình, lại mỉm cười, một tay kết quyết niệm chú rồi đem kim sắc kiếm đồ một lần nữa từ từ khép lại, biến thành một quyển trục lẳng lặng huyền phù ở trên không trung. Đúng lúc này, kim mau cử viên vung cánh tay khổng lồ hướng lên trời vẫy một cái. Một tiếng nổ vang, cách mấy nghìn trượng trong không trung, cung điện lầu các hư ảnh lúc mờ lúc tỏ như đang bị một loại lực lượng thần bí trói buộc, vô pháp hạ xuống, lại thoáng chốc từ dưới đáy phun ra vạn trượng hào quang, đem quyển trục trống giống nhiếp tới. Làm cho các màu quang hà vần vũ đầy trời, bốn phía cung điện lầu các hiện lên một mảng bạch khí mờ xương, thoáng chốc đem toàn bộ kiến trúc cuồn cuộn bao trùm vào trong, cùng thời gian cửu cung thiên kiền phù bị bao trùm bởi bạch khí. Vạn kiếm nổ lại kịch liệt run rẩy phía bên ngoài kim quang lưu chuyển liên tục, phát ra một tiếng nổ trầm đục rồi từ từ mở ra. Tiếp theo quyển trục này vừa kịp mở ra đến một nửa thì bỗng nhiên từ trong chợt lóe hiện ra hư ảnh một tòa cự tháp bảy màu. Hư ảnh cự tháp vừa hiện quyển trục vậy mà bạo liệt nổ tung kinh thiên động địa, vô số vầng sáng mảnh nhọn từ trong bạo liệt vang ra xa khắp nơi. Tức thì một khỏa thất sắc quang cầu từ trong mớ hỗn loạn, chợt lóe mà bắn ra không ngờ đúng là tòa thất sắc tiểu tháp, nhưng ở phía mặt ngoài của tháp nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy một khuôn mặt tái nhật dị thường lúc ẩn lúc hiện, chính là tên thiếu niên ký phụ trên nó biến thành. Xem gương mặt hắn tái nhật dị thường, thần tình có vẻ cực kỳ kinh sợ, rõ ràng vừa rồi đem pháp lực điều động cự tháp đã bị tổn thương không ít nguyên khí. Nhưng không chờ cho hắn đem tháp nhỏ tiếp tục thi triển ra loại thần thông nào khác, thì kim mang từ trận bạo liệt kia đã trở lên chói lỏa bắn tới những tiếng kêu bén nhọn phát ra từng khẩu kim sắc phi kiếm liền quỷ dị hiện ra xung quanh tháp nhỏ khẩu nào khẩu nấy lòe sáng kim quang kiếm quang dày đặc đem cả khu vực mà biến thành một biển kiếm mọi nơi ánh mắt đảo qua đều bị bao phủ bởi một mảnh kim quang mặt người của thiếu niên ký phụ vào tháp nhỏ nhìn thấy cảnh này không khỏi hơi giật mình nhưng liền ngay sau đó tất cả phi kiếm đã phát ra những tiếng thét dài chói tai mũi kiếm vừa đổi hướng liền chuẩn xác nhắm thẳng vào tháp nhỏ bảy màu bắn tới không tốt, gương mặt thiếu niên thần tình hoảng sợ thốt lên một tiếng, khi tận mắt thấy vạn kiếm tề minh hướng về mình thế này, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng của hắn, lại thoáng chốc đại biến. Từ phương diện tiểu tháp mà nhìn, chỉ thấy bốn phía đều bị kim sắc phi kiếm đang cuồng phong bão táp cùng nhau hướng tiểu tháp đâm chém tới. Vâng sáng bảy màu này ngay cả có lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, nhưng đối đầu với quá nhiều kiếm quang điên cuồng chém đánh thì làm sao mà đỡ nổi, trong khoảng khắc linh quang chớp lên từng hồi lâm vào trạng thái khó bề chống cự huyết quang hóa thân hợp là một cùng cự tháp, tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng hiện tại bị công kích điên cuồng thế này, cũng không thể kịp thi triển ra thần thông khác. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quát khẽ lên một tiếng, lập tức đem thật lớn linh lực cuồng chú vào trong tháp, trong phút chốc bảy sắc phần sáng ổn định lại bắt đầu dần ngưng kết như lúc ban đầu, hơn thế lại nhanh chóng chuyển động, đem một phần kiếm quang ảo ảo hất ngược trở ra. Nhưng bốn bên kiếm quang bắn tới dày đặc, số lượng sao mà kể xiết, bất diệt không gì tổn hại được. Tên huyết quang hóa thân vừa mới nghĩ là có thể trì hoãn qua một hơi thời thần, thì kiếm quang đã lại gào thét điên cuồng chém tới, bảy màu quầng sáng lại bắt đầu trở lên không đỡ nổi. Hóa thân bị lâm vào đường cùng, chỉ có thể tiếp tục đem pháp lực trong cơ thể rót vào tiểu tháp, trước mắt tăng phòng ngự lên một tầng, còn cái khác nói sau. Trong lúc nhất thời, tháp nhỏ bảy màu bị ngạnh ngạnh sinh sinh vây khốn tại chỗ, vô pháp chạy khỏi. Cùng thời gian này, bên ngoài chỗ bao phủ cửu cung thiên kiền phù, Hàn Lập ở trong trạng thái cự viên cảm ứng được tình hình bên trong, không khỏi thầm vui vẻ. Lúc này liền hét lớn một tiếng, thân hình khổng lồ chuyển động đánh về phía tên thiếu niên cầm đầu đang rằng co với phệ kim trùng. Linh khu ở dưới cũng khua múa, hóa thành một điểm linh quang đồng thời sông tới. Liền sau đó ở phía chân trời bỗng chợt vang lên tiếng xé gió, một đạo huyết quang hiện ra hướng thẳng phía này kích bắn đến. Trong huyết quang, mơ hồ nhìn thấy một đạo nhân ảnh, đúng là lúc trước đuổi theo tử ngôn đỉnh, một tên thánh tổ hóa thân khác. Tên này không biết có lấy lại được bảo đỉnh hay không, lúc này chấp động vài cái, liền lập tức hội hợp cùng tên thiếu niên cầm đầu. Đem hắn ngăn lại, hàn lập đụng cảnh này liền không do dự đem thần niệm hướng linh khu quát một tiếng chói tai. Linh khu nhất thời biến thành một màu lục quang, trực tiếp hướng tên thiếu niên đang bay tới nghênh đón. Tên thiếu niên thấy vậy hai mắt vé ra hàn quang, hắn không nói hai lời ngón tay hơi vận chút lực hướng linh khu bắn tới. Từ ngón tay xé gió bắn ra từng tiếng suy suy vang lớn, Tiếp theo 10 chỉ tơ máu từ đầu ngón tay liền phun ra, rồi hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang to bằng miệng chén, khí thế ảo ảo đón đầu linh khu chém đến. Đồng thời hắn lại há mồm mãnh phun ra một cỗ hắc sắc hỏa diễm. Linh khu tuy rằng pháp lực không thể bằng hóa thân huyết quang thánh tổ, nhưng cũng không vì thế mà yếu thế, lập tức há mồm đem một chùm hắc tia bắn ra, cùng lúc cổ tay hơi động liền hiện ra một khẩu ngân sắc đoàn thước, cánh tay vung lên liền tuôn ra đầy trời thước ảnh như một cơn thủy chiều quét thẳng đến đối diện. Tên hóa thân huyết quang này nhất thời bị linh khu ngạnh kháng giữ chân tại chỗ, không thể tiến tới thêm một bước. Liền lúc này Hàn Lập hóa thành cự viên ba đầu, bắt đầu lầm bẩm, sáu cánh tay chuyển động hiện ra vô số ngân văn ở trong không trung, hướng tên thiếu niên gần đó chụp đến. Mấy cái ngân văn này chỉ hơi chấp động trong không trung, liền hóa thành một cỗ cự lực khủng bố. Tên thiếu niên cầm đầu vẫn còn đang vừa nhìn về tên hóa thân khác vừa thoải mái chiến đấu với Hàn Lập, nhưng nhìn thấy tháp nhỏ bảy màu bị đối phương nhiếp đi, lại nhốt trong phù trận, trong lòng cũng không khỏi hoảng sợ. Phải biết rằng, ba khối hóa thân này của hắn lúc này cách giới buông xuống, pháp lực không thể so sánh với bản thể lúc toàn thịnh được, lại vô pháp đưa trọng bảo theo người cùng xuống linh giới, nhưng theo cảm nhận của hắn ba người liên thủ, lại có thải quang tháp cùng Tử ngôn đỉnh hai kiện huyền thiên tàn bảo trong tay cũng đủ để quét ngang linh giới dưới đại thừa tồn tại. Nhưng không nghĩ tới lần này buông xuống linh giới mục tiêu đã rõ ràng, mà lại khó giải quyết như thế, đầu tiên là Tử ngôn đỉnh, không hiểu vì sao nhoáng cái đã mất đi khả năng khống chế tiếp đến thải quang tháp cùng với hóa thân cũng bị đối phương đem chân áp. Nếu hắn không phải còn cảm ứng được khối hóa thân này còn tồn tại, có thể đã ngay lập tức chạy thoát thân, rồi tìm cơ hội thích hợp khác lại ra tay. Theo bản năng trong lòng đang do dự, không biết thế nào cho phải. Nhưng lúc này hàn lập biến thân thành cử viên thoáng cái đã ra tay đánh tới, ngược lại khơi dậy một tia hung tính trong lòng hắn, lúc này liền cất lên một chàng cười quái dị, đem tám cái huyết sắc bóng quỷ đang cắn xé cùng về kim trùng triệu hồi, tám cái đầu quỷ tức thì rít lên một tiếng liền theo cự hoàn thoát ra rồi lóe lên một cái ảo ảo nhập vào thân hình tên thiếu niên cầm đầu. Tiếp theo tên hóa thân ma đầu hai tay bấm niệm pháp quyết, thân hình liền chấp lên từng đạo huyết quang rồi biến lên thật lớn, thoáng một cái liền biến thành người khổng lồ to lớn không kém gì kim mau cự viên, cùng lúc trên hai đầu vai lại thoát ra tám cỗ hắc khí, từ trong hắc khí theo ra tám cái đầu mặt mũi hung tợn khí thế như ong vỡ tổ tuôn ra. Tám cái đầu quỷ này phân biệt ra từng loại hỉ nộ ái ố, tám đầu hình dáng bất đồng, chúng nó phối hợp với vẻ dữ tợn vốn có, lại càng phát ra vẻ đáng sợ. Tên biến thành cự ma gầm lên giận dữ, hai cánh tay như hai cái bánh xe quay quanh, phần vũ phát động ra đầy trời chảo ảnh, đồng thời tám cái đầu quỷ cùng há mồm phun ra một cỗ hắc khí. Những hắc khí này ngưng tụ lại trong không trung, rồi biến ảo thành một đóa hắc sắc cự hoa, cùng với cự lực trên không trung va chạm tới. Cự hoa lập tức run lên, chớp mắt đã bị đại lực phía trên áp cho tán loạn tan biến, nhưng cũng đem lực lượng triệt tiêu đi hơn nửa còn dư lại cự lực lại bị vô số chảo ảnh trên không chụp tới, liền cùng nhau tan thành mây khói. Kim Mao cử viên thấy như vậy, sáu con mắt chấp động tinh quang, bỗng hét lớn một tiếng, thanh âm làm chấn động ma đầu như xét đánh ngang tai, làm thân hình nó không khỏi hốt hoảng loạn choạng. Mặt trước chợt lóe lên kim quang rồi đột nhiên hiện ra một cây kiếm ảnh, mơ hồ xuất hiện trước mắt ma đầu. Ma đầu lúc này vẫn còn váng đầu hoa mắt, nhưng vẫn kịp giật mình một cái, bàn tay to lớn lấy tốc độ thật nhanh chụp tới tiếp theo vang lên một tiếng phốc suy, bị bàn tay khổng lồ chụp tới một chảo, kiếm ảnh chỉ lóe lên được một cái rồi tiêu tán, xem như chỉ là một đạo ảo ảnh mà thôi. Cự ma đầu thấy tình hình như vậy không khỏi ngẩn người ra, chưa hiểu được ý tứ của đối phương thế nào, thì lại cảm thấy trong thần thức dị quang chợt lóe, khẩu kiếm ảnh vừa biến mất kia đang thoáng hiện ra, hung hăng chém xuống. A, à, ma đầu lập tức cảm thấy một cỗ đau đớn như xé rách thần hồn, từng trận đau nhức từ chỗ sâu truyền đến, hắn không thể chịu đựng được, hai tay liền ôm lấy đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu cực kỳ thê lương thảm thiết. Đây là loại hàn lập tân lĩnh ngộ ra thần thông niệm kiếm quyết trong vạn kiếm đồ, chuyên cách không đả thương thần thức người khác. Đáng tiếc thuật này dù sao cũng liên quan cùng với công pháp của tiên giới, làm cho hắn không phải có thể dễ dàng thi triển, nếu cố gượng ép vận dụng sẽ bị phản vệ lực tác động, nếu hắn không biến thân thành sơn nhạc cử viên lại dung hợp nhất thể với phạm thánh chân ma công, thì tuyệt nhiên không dám lấy ra đối phó với địch nhưng lúc này vẫn đang ở trạng thái cự viên ba đầu sáu tay cũng không khỏi rên lên một tiếng tiếp theo bên ngoài thân liền hiện lên một tầng ký hiệu vàng bạc rồi đột nhiên kích bắn ra vô số tơ máu vừa nhìn tựa như đối với ma đầu càng thêm chật vật bất quá trong lòng hàn lập tự nhiên đã sớm đem phản vệ chuẩn bị trước một bước ngay cả ba cái đầu đang bị trận đau nhức không chịu nổi nhưng gầm nhẹ một tiếng liền nhào tới chỉ chấp lên một cái cự viên đã vượt qua khoảng cách hơn trăm trượng tới đỉnh đầu của ma đầu trên không trung sáu cánh tay của hắn chợt lóe đem sáu khẩu kim sắc trường nhận nơi tay nhằm thẳng chính giữa đầu cự ma hung hăng chém xuống chương 1934, lùi địch quần sáng kim sắc quay cuồng đem sáu khẩu kim nhận hợp làm một thể rồi biến thành một khẩu mười trượng kình thiên cự kiếm hàn quang chỉ vừa chớp lên một cái liền vạch một đường huyết mỏng tang qua cổ cự ma lúc này cái đầu cự ma mang vẻ mặt kinh ngạc trong mắt nó vẫn hiện lên một tia khó có thể tin nổi tiếp theo chớp lên một cái đầu liền rời khỏi cổ rơi xuống Ma này thế nhưng bị Hàn Lập đem một kiếm chém bay thủ cấp. Thế nhưng trên mặt cử viên vẫn không chút vui mừng, thân hình khổng lồ liền hạ xuống, sáu cánh tay thoáng cái đem cự kiếm chia ra làm sáu khẩu kim nhận. Sáu cánh tay mơ hồ đem kim nhận phóng ra, tiếng nổ chói tai vô số kim tia chẳng chịt hướng thẳng phía dưới bắn xuống, quyết ý đem tàn thi của tên thiếu niên cầm đầu bầm thây ra vạn đoạn. Vậy mà lại xảy ra một màn khó có thể tưởng tượng nổi. Tàn thi của ma đầu chỉ bất động dây lát, bốn cánh sau lưng lại nhất tề cùng vỗ, thân hình đảo lên liền bắn ra ngoài tới hơn 10 trường, cùng lúc huyết hải ở dưới thân quay cuồng, vô số máu loãng tụ thành những mũi tên phá không bắn ra, chớp mắt đã đem kim tia trong không trung ngăn xuống. Lúc này trên cái cổ không đầu toát ra một cỗ hắc khí, thoáng cái mà mọc ra một cái đầu khác so với lúc đầu độc nhất vô nhị, nhưng cự hoàn trên đầu vai lại quỷ dị biến mất một trong tám khỏa thanh sắc quỷ đầu. Cự viên vốn định đuổi sát không tha, bỗng sắc mặt trầm xuống, trong tay không ngừng đem sáu khẩu kim nhận hoán đổi thoáng chốc biến thành hoàn, thương, giản, truy sáu loại binh khí khác nhau rồi vũ động, vô số kim sắc lôi hỏa từ trên binh khí tuôn ra vang lên từng trận nổ hướng về ma đầu phía xa điên cuồng đập đến. Vừa rồi tổn thất một cái đầu, cự ma hiển nhiên cũng tức giận cực kỳ, liền kêu to một tiếng bảy cái đầu lâu còn lại đồng thanh lầm bẩm, hai tay bóng kỳ dị kết quyết tạo thành một cái ấn quyết cực kỳ thâm ảo. Lập tức tiếng giết nổi lên, biển máu ở dưới thân đang minh mông gợn sóng, đột nhiên lấy cự ma làm trung tâm rồi nhanh chóng chuyển động, phút chốc nổi lên thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, rồi hóa thành một cái cột nước bằng máu, nhoáng lên một cái phóng lên cao. Cự ma đem pháp quyết nơi tay dừng lại, rồi bàn tay to bỗng hướng cột nước phía dưới mà chảo tới một cái. Cột nước máu liền tỏa ra hào quang liên tục, rồi phát ra một tiếng nổ, ngưng tụ lại hóa thành một cây huyết sắc cự côn dài mấy trăm trượng, mặt ngoài minh ấn từng đợt ký hiệu màu đen kịt. Cự ma đem côn này bắt được vào tay thì không chút do so dự, hung hăng nhắm thẳng về phía cự viên quét tới một côn. Tức thì côn ảnh hóa thành một cơn lốc huyết sắc điên cuồng quét tới đồng thời từ trên côn cũng kéo theo một cỗ hôi tanh phả tới. Kim sắc lôi hỏa cùng huyết sắc cơn lốc hai bên tranh đấu phát ra ánh sáng loà loà, đôi lúc chuyển ra những tiếng bạo liệt ầm ầm. Cự viên ba đầu sáu tay thấy tình hình như vậy, ánh mắt lạnh lùng, đem sáu kiện binh khí múa may, hùng hổ hướng cự ma trực tiếp chém tới. Cự ma lúc này hừ lạnh một tiếng, đem huyết sắc cự côn quét ngang, rồi đột một bàn chân dẫm một cái trong không trung bắn trở ra. Trong lúc nhất thời, hai con quái vật khổng lồ dữ tợn ở trong không trung đinh đương đánh nhau loạn xì ngầu. Sáu đoàn kim quang cùng một đạo huyết ảnh mờ tỏ ẩn hiện, và chạm phóng ra vạn đạo hào quang. Tiếng đánh nhau đinh tai nhức óc, lúc hai người vật lộn không lâu, thì 13 đoàn tử quang cùng một đạo bóng xám thô to cũng từ hai bên lóe lên gia nhập vào trong chiến đoàn. Đúng là tử văn vệ kim trùng của Hàn Lập cùng với con hôi sắc cưỡng mãng. Hai người gia nhập chiến đoàn, tự nhiên khiến trận đấu này càng trở lên kịch liệt, các loại âm thanh vù vù, cùng TT đôi lúc thét gào gầm rú ở trong. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, từ trong vầng sáng trung tâm của chiến đoàn hiện ra rất nhiều màu sắc, sóng dao động phóng xuất khiến cho người kinh hãi hướng bốn phía điên cuồng tán đi, nơi nó đi qua hư không đều bị thiên hôn địa ám, trời đất như là đang bị sụp đổ. Tiếp theo ngay chỗ sụp đổ trung tâm, hai bóng người, một đạo loạn choạng, bản thân hướng phía sau liên tục vụt bay ra đến hai ba trăm trượng phía xa mới miễn cưỡng bảo trụ lại thân hình, đúng là Hàn Lập biến thành cự viên cùng với tên thiếu niên cầm đầu ma hóa. Chỉ khác là bản thân hai người lúc này đều rất chật vật. Bên phía cự viên không ít lông mau, cùng các nơi trên thân thể bị cháy xém, mà sáu khẩu kim nhận trong tay cũng chỉ còn lại ba kiệt, hơn nữa đều không lành lặn có cái chỉ còn sót lại nửa đoạn. Còn lại cự ma, chẳng những trên người dính đầy máu tươi, đầu vai hai bên lại bị trực tiếp đánh nát thành một mảnh huyết nhục mơ hồ, huyết sắc cự côn nơi tay không biết bị cái gì chém gãy làm hai đạo ạt. Nhìn qua trận đại chiến này, cự ma rõ ràng ăn phải thiệt thòi không nhỏ. Lúc này kim mau cự viên cùng cự ma đang dừng ở khoảng cách xa nhau hai bên đều mang một vẻ kiêng kỵ. Đúng lúc này, chỗ trung tâm không gian vừa bị sụp đổ lại truyền đến một trận nổ âm âm, nhìn ra thấy ngũ sắc hào quang đang nén lại rồi bung ra tạo thành một trận bạo liệt nổ tung. Nhưng cũng trong trận bạo liệt, một đoàn màu tím chấp lên rồi hóa thành hơn chục đoàn tử quang bắn ra ngoài. Chính là tử văn vệ kim trùng của Hàn Lập. Phía bên kia, hồi sắc cử mãng cũng đang muốn từ trung tâm vụ nổ phi vọt ra, nhưng một nửa thân hình còn lại bị kẹt trong không gian đang sụp đổ, đang bị một cỗ hấp lực rất lớn cuốn đi nơi khác. Nhất thời từng đoàn nổ tan, thoáng cái đem cự mãng hoàn toàn bao phủ vào trong đó. Cự ma vừa đụng cảnh này, liền trên người phát xuất ra một trận hôi khí quay quanh, trong mồm không cấm được phun ra một cỗ huyết tinh, sắc mặt thoáng cái liền bị tái nhợt đi vài phần. Còn hồi sắc cử mãng này là hắn thi pháp biến thành, cùng với tên thiếu niên cầm đầu tâm thần tương thông, hiện giờ nếu bị giết đi, sẽ khiến bản thể của hắn bị phản phệ không ít. Từ đó sắc mặt cự ma lại càng thêm âm trầm, cự viên thấy tình hình như vậy, sáu cánh tay phút chốc lại nhất tề vung lên, kim quang nhất thời chấp động lại biến ra thành sáu loại binh khí khác nhau. Mỗi một cái đều như lúc đầu phát ra hàn quang lấp lánh. Thân hình khổng lồ của cự viên lưu chuyển lên xuống một tầng kim quang, từ bộ lông đến thân thể trong chớp mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp đến cự viên nhanh sắc lóe lên, muốn đem binh khí trong tay đánh ra nhưng đúng lúc này bỗng nhiên từ trong vũ khí của cửu cung thiên kiền phù vừa vây hãm tiểu tháp truyền ra một tiếng nổ rung trời nổ đất rồi một tòa thất sắc hư ảnh cửu tháp bỗng từ vũ khí trên không hiện ra cửu tháp xoay quanh rồi giống như thủy triều ảo ra vô số cột sáng nơi cột sáng đi qua toàn bộ vũ khí chỉ kịp rung nhẹ một cái liền tan biến những lầu các ẩn náu trong sương mù ngay lập tức bị nó xuyên thủng qua rồi hóa thành vô số quang điểm tán loạn biến mất chỉ trong chớp mắt bộ cửu cung thiên kiền phù bị vỡ tan không còn một mảnh tiếp theo siêu một tiếng, bảy sắc cầu vồng từ hư ảnh cự tháp chấp cái bắn ra, liên thiểm vài cái liền hiện ra tại trong không trung, hào quang chợt tắt, liền hóa thành một đạo bóng người. Hàn lập đang biến thân thành cự viên trùng cảnh này, đồng tử không tránh co rụt lại. Mà cự ma thì trên mặt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Bóng người xuất hiện kia, đúng là một tên hóa thân khác lúc trước bị vạn kiếm đổ vây khốn. Hóa thân này đúng thời điểm mấu chốt này, rốt cục đem thần thông của thải quang tháp ngạnh kháng phá vây ra nhưng hàn lập chỉ là cẩn thận nhìn đánh giá đối phương một cái thoáng cái tâm thần đã lại chấn định như lúc ban đầu tên thiếu niên vừa thoát được vây tuy trong tay vẫn nâng tháp nhỏ bảy sắc nhưng mặt tái nhợt không còn tia máu khi tức có vẻ cực kỳ suy nhược tháp nhỏ trong tay linh tính cũng bị tổn hại liên tục phát ra những tia ánh sáng ảm đạm cự ma dường như cũng phát hiện được tên kia không ổn thần sắc ngưng trọng quát khẽ một tiếng tại sao có thải quang tháp hộ thân mà ngươi lại trở thành như vậy hư Tiểu tử này dùng một kiện bảo vật cực kỳ khó chơi, không phải vật linh giới có thể so sánh, nếu ta mà không quyết đoán vận dụng tối thủ đoạn, sợ rằng ngươi cũng không còn thấy được ta." Tên thiếu niên hừ lạnh lên một tiếng truyền âm trả lời. "Không phải linh giới vật, vậy ngươi hiện tại có thể tiếp tục ra tay không?" Cự Ma nghe vậy ngẩn ngơ, nét mặt kinh nghi nhưng cuối cùng lại hỏi một câu. "Chỉ cần ngươi không có chuyện gì, ta thì cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng Thải Quang Tháp đã bị tổn thất một ít linh tính." lúc này cũng không còn vận dụng được không gian thần thông nữa, thiếu niên lắc đầu trả lời. Nếu như thế, thì hai người chúng ta mà liên thủ phần thắng tất cũng không nhiều, cự ma nhíu mày âm tình bất định cân nhắc. Tiếp theo hắn nhìn về phía biến thân kim mau cử viên, rồi đảo mắt nhìn sang gã đồng bọn Linh Khu đang đờ đẫn đứng im bên cạnh. Linh Khu đứng kia, tuy rằng bản thân rõ ràng rơi xuống hạ phong, nhưng dựa vào đặc tính thân thể bất tử chi tiên, lại thêm các loại thiên phú quỷ dị thần thông, nếu muốn đem bảo vệ mình thì quá là dư giả nếu tính đến cầm chân một khối hóa thân huyết quang thì hóa thân nhất thời cũng không thể rời đi được. Cự ma nhận định hết thảy mọi việc, trong lòng lại tăng lên vài phần do dự. Luận tình thế trước mắt quả thật rất không ổn, nhưng nếu hắn vì thế mà thối lui, thì thật sự có chút không cam lòng. Dù sao lúc này hắn mạo hiểm đem ba lũ phân niệm cùng lúc buông xuống linh giới, vốn muốn đem chấn ma tỏa đoạt lại rồi tiến hành đại kế ban đầu, kết cuộc hiện tại không những chẳng được như ý, lại đem hai kiện huyền thiên tàn bảo, một cái biếu không còn một cái mất đi vài phần linh tính trong lòng càng nghĩ đến lại càng cực kỳ buồn bực bên này Hàn lập tự nhiên cũng thấy được đối phương đang do dự ba đầu cự viên lẩm bẩm một cánh tay liền hướng phía trước chảo một cái vào hư không rồi đem một khẩu kim sắc tàn nhận cầm tới trong tay cự viên chỉ là đem kim nhận hướng trước người phạt ngang một cái tức thì tỏa ra vạn đạo hào quang phụ cận thiên địa nguyên khí vì thế mà quay cuồng cùng lúc vô số linh quang ở trong hư không hiện ra hướng thẳng đến kim sắc đoạn nhận mà kéo đến thanh thế kinh người cực kỳ huyền thiên tàn bảo Cự ma thoáng cái thất thanh nói ra, hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm đoạn tàn nhận đang tỏa sáng trên tay cự viên, mang theo nét mặt vô cùng hoảng sợ. Tên thiếu niên còn lại đụng phải cảnh này, khóe mắt không không cấm được nhảy dựng lên vài cái. Chạy, cự ma trầm mặt xuống, rốt cục há miệng thốt ra một tiếng trầm thấp. Tiếp theo đem bốn cánh phía sau thôi động, huyết hải dưới thân liền xoay quanh, đem thân hình khổng lồ bao lại, rồi hướng thẳng về sau phá không bỏ chạy. Tên thiếu niên tay nâng bảo tháp thấy vậy mặt co rúm lại, tay cầm bảo vật hơi nắm lại, cũng hóa thành một đạo bảy sắc cầu vồng phi bắn chạy đi. chương 1935, phế thành, ở phía xa, một tên hóa thân khác đang chiến đấu với linh khu như nhận được truyền tin, vầng huyết quang trên người chờ tăng bước lui linh khu, rồi thân hình văng ngược về phía sau bắn trở lui. Trong nháy mắt, ba người hợp lại hóa thành một đạo độn quang, hướng phía xa mà chạy đi. Tiếp theo một tiếng từ xa truyền lại, tiểu tử, việc này chưa thể xong được, bây giờ trong tay ta không mang theo bảo vật lên không thể làm gì được ngươi, nhưng lần sau gặp mặt lão phu nhất định phải đem ngươi trừ hồn luyện phách, để báo thù này. Tên cầm đầu thiếu niên âm thanh trầm hùng, oanh long một cái truyền đến, mấy lời sau cùng vừa dứt, tự đã biến thành một điểm huyết quang nơi xa tiêu thất. Mà đầu này vừa ý định, mà lại dị thường dứt khoát rút đi, một bộ đầu cũng không cần nhìn lại. Hắn như là phi thường khẳng định hàn lập tuyệt đối không thừa cơ đuổi theo truy sát. Kim Mao cử viên đang đứng thẳng tắp lơ lưỡng tại giữa không trung, khuôn mặt vô cảm nhìn về phía đại địch vừa biến mất, quả nhiên không có ý động thân đuổi theo. Cũng không chỉ thế, linh khu phía bên kia bấm quyết lóe lên biến mất, một lát sau hiện ra bên cạnh cự viên thúc thủ vô sách mà đứng. Cự viên bỗng hừ lạnh một tiếng, ngoài thân lóe lên kim quang đem pháp tướng ba đầu sáu tay biến mất, tiếp theo lại dẫm chân, thân thể theo đó biến nhỏ xuống mấy trăm lần, chút bỏ bộ lông cũng khôi phục hình người. Nhưng sau khi hoàn lại hình dáng, hàn lập trên mặt cũng không có vẻ vui sướng, ngược lại hướng về phía xa nhìn lướt qua để lộ ra vài phần ngưng trọng. Mới chỉ là mấy khối hóa thân vậy mà đã bị vướng tay đến thế. Nếu đổi thành bản thể đến còn không biết mạnh mẽ tới cỡ nào, tu sĩ đại thừa kỳ quả là lợi hại danh bất hư truyền. Nếu so với nghe đồn có lẽ càng phải đáng sợ ba phần. Hàn lập thì thào đôi câu mới đưa ánh mắt thu về. Sau đó hướng sang linh khu vẫy tay một cái. Linh khu nhoáng lên liền hóa thành một đạo xanh mở hướng về phía hắn nhanh chóng bắn đến, chấp lên một cái tựu nhập vào thân thể mất tâm 13 con tử văn vệ kim trùng cũng xoay quanh trên không lao tới. Hàn Lập đem tay áo bảo vung lên, từ trong ống tay cuộn ra một mảnh thanh hà đem linh trùng đều thu thập vào trong tay áo, tiếp theo hai mắt nhắm lại bàn tay bấm pháp quyết miệng hé ra lẩm bẩm. Sau đó một cái to bằng ngón cái huyết tự bỗng từ giữa trán hiện ra, quang mang mờ mờ chớp động. Sau một lát công phu, Hàn Lập hai mắt chợt mở ra, sắc mặt vui mừng tự nói một tiếng. Quả nhiên hữu hiệu, từ ngôn đỉnh kia chạy không quá xa. Thanh âm chưa dứt Hàn Lập Tửu trong tay pháp quyết biến đổi, mười ngón không ngừng biến ảo ra các loại phức tạp thủ ấn, đồng thời huyết văn giữa chán cũng chợt ám chợt minh chớp động đứng lên. Không bao lâu sau, ở một chỗ khác xa xa một đạo độn quang màu đen đang độn quang rất nhanh bắn đến. Phía trong độn quang, hiển nhiên là cái tử đỉnh đang quay tròn, chính là đỉnh lúc trước tự hành độn đi từ ngôn đỉnh. Nhưng cái đỉnh này vừa độn đến cách Hàn Lập mấy trăm trượng lại bỗng nhiên dừng lại, rồi hiện ra nguyên hình tử sắc tiểu đỉnh. Cái này đỉnh bên ngoài thân tử quang co giãn bất định, lại phát ra từng tiếng ông minh, tựa hồ trần trừ không muốn tiếp cận với Hàn Lập. Nhưng sau khi Hàn Lập thôi động huyết văn lại sinh ra một loại minh ấn liên hệ, làm cho đỉnh này nhất thời không muốn ly khai. Hàn Lập nhìn tiểu đỉnh, khóe miệng tươi cười càng đậm thêm mấy phần, huyết văn từ trong chán lóe lên, trực tiếp bay ra trước người rồi bắt đầu xoay quanh. Đồng thời mất máy miệng đại phát ra một loạt chú ngữ, mười ngón bắn ra từng đạo pháp quyết các màu lè lè, thi nhau chìm vào trong tiểu đỉnh tiểu đỉnh lập tức run lên, phát ra một tiếng rồng ngâm thật lớn, hơi chấp lên rồi nhanh chóng hướng thẳng về phía huyết văn bắn tới. Tiếp theo quang mang lóe lên đem huyết văn cũng chìm luôn vào trong tiểu đỉnh. Đỉnh này ba chân phía ngoài đều nổi lên một tầng huyết sắc, đồng thời mấy cái âm thanh ngân dài lên vang dội, tựa hồ đang trở lên vui mừng dị thường. Hàn lập coi thấy cười nhẹ một tiếng, lúc này mới nhấc tay hướng tiểu đỉnh hơi điểm một chút. Tử sắc tiểu đỉnh hoàng động một cái, nhưng tỏ ra ngơ lời cực kỳ bay đến rồi hóa thành vài tấc nhỏ mê người vững vàng rơi vào lòng bàn tay hắn. Hàn lập trong lòng mừng rỡ, thở dài một hơi đem tiểu đỉnh hướng trước mắt nhấc lên, hai luồng lam mang trong mắt chợt lóe cẩn thận xem xét. Chỉ thấy tiểu đỉnh một màu tím nhạt, nhưng mặt ngoài minh ấn vô số thần bí phù văn, lại có một tầng chống chứa hắc khí đem toàn bộ đỉnh bao phủ vào trong. Hàn lập hai mắt hơi nheo lại, bỗng nâng đỉnh lên, rồi vô thanh vô tức đem mấy đạo kim sắc phù văn dán lên tiểu đỉnh tiểu đỉnh chỉ kịp phát ra một tiếng ngân nhỏ, linh quang bên ngoài chợt tắt trở thành một đỉnh bình thường, không còn dáng vẻ yêu dị thông linh như trước nữa. Cũng không chỉ như thế, hàn lập mười ngón tay hơi động, ẩm ý tiếng sấm kim sắc hồ quang theo đầu ngón tay bắn ra, hóa thành một cái lưới điện màu vàng thẳng tiểu đỉnh mà chụp vào trong. Sau khi một trận đùng đùng rồi thu nhỏ lại biến thành một quả kim sắc tiểu cầu nằm gọn trong lòng bàn tay. Hàn lập lúc này mới thần sắc buông lỏng, phất tay một cái liền hiện ra một cái hộp bạch ngọc tinh xảo, kim cầu lóe lên liền bị thu vào trong đó tiếp theo ống tay áo lại nhanh chóng hướng hộp ngọc vẫy ra một loạt các loại bùa chú đủ mọi màu sắc bắn ra dán lên hình thành mấy cái trận pháp mini khảm sâu tại nắp hộp hàn lập vậy mà lại thuần thục đem tiểu đỉnh tạm thời phong ấn lên sau khi đem hộp ngọc thu hồi hắn mới thở dài một hơi lúc này mới chân chính thả lòng người tuy rằng cái tử ngôn đỉnh này dùng bí thuật của sa kỳ cung mà cướp đoạt trong tay tên hóa thân huyết quang thánh tổ nhưng hiện giờ đỉnh này vẫn còn lưu giữ một tia thần niệm của lão ma, cũng chưa khu trừ rồi tân luyện chế lại, hắn sao có thể lỏng lẻo mà cất giấu. Bất quá có thể được đến một kiện Huyền Thiên Tàn Bảo này, trong lòng Hàn Lập thực sự vui sướng dị thường, nhưng đối với kiện Vạn Kiếm Đồ bị hỏng cũng đau lòng vài phần. Bảo vật này hắn chỉ mới tế luyện hoàn thành, vốn là kiện lợi khí dùng để đối phó với ma tộc đại quân, kết quả chỉ đánh một trận lại biến thành hư ảo, tự nhiên trong lòng không tránh khỏi hơi chút phiền muộn nhưng khi hàn lập chợt nhớ tới tên ma cầm đầu trước lúc đi nói sắc mặt lại bất giác ngưng trọng mấy phần cũng như ma này nói mà thôi sở dĩ lúc này có thể đánh lui ba gã hóa thân đại thừa cái chính là đối phương vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà vội vã tìm tới cửa cộng thêm dựa vào hai kiện huyền thiên tàn bảo đều ngoài ý muốn cái khắc chế cái mất nếu như chờ đến hóa thân đang thống lĩnh ma tộc đại quân mượn tiếp bảo vật rồi đem thủ pháp phòng bị cơ thải quang tháp sau đó mới tìm tới thì không chắc đã đẩy lui được ba gã hóa thân huyết quang thánh tổ Quả thật là một việc không hay." Hàn Lập Yên lặng nghĩ, ánh mắt chấp động bất định. Bỗng nhiên, hắn liền cười khẽ một tiếng đứng lên, "Ta thật là buồn lo vô cớ rồi, hắn như thế nào lại để cho đối phương cơ hội lần thứ hai ngăn chặn mình, tính toán thời gian, nếu đối phương đến đại bản doanh ma tộc, tối thiểu cũng phải 3-4 tháng thời gian, mà thời gian dài như thế thì hắn đã sớm lén chạy về Thiên Nguyên thành rồi." Hàn Lập trong lòng nghĩ thầm vì đó mà nới lỏng, trên mặt thần sắc lại khôi phục như thường. Bất quá trước đó hắn còn phải làm một việc, chính là tìm đến cách đây không xa chỗ có hoàng tuyển địa hỏa một chuyến. Lúc trước hắn đối với Sa Kỳ Cung phát lời thề, cũng không muốn vì thế mà gặp tâm phải tâm ma phản vệ. Cùng lúc hắn đối với với hỗn độn nhị khí kia đích xác rất là động tâm. Bây giờ huyết quang thánh tổ hóa thân bị hao tổn thối lui, nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn tuyệt không khả năng tiếp tục truy tới, thật là cơ hội tốt để làm việc này. Nhưng Sa Kỳ Cung một khi đã là ma tộc thánh tổ, hắn tự nhiên tuyệt đối không hoàn toàn tin vào lời nói của đối phương mà âm thầm làm tiếp chuẩn bị rồi sau đó mới có thể theo lời của đối phương mà làm